Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 75. Y vừa đi, hàng loạt thông tin đột nhiên tràn vào trong đầu Diệp Huyên. Một số kiến thức kiếm đạo của người đàn ông áo xanh trước kia. Một lát sau, Diệp Huyên ngồi xuống, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Lĩnh ngộ. Khi Diệp Huyên đang lĩnh ngộ, người đàn ông áo xanh cùng cô bé kia và vật nhỏ đã vào trong một tinh không. Đây là một tinh vực xa lạ. Y đi được một lát thì dừng lại, trước mặt y không xa có một vòng xoáy đen, bên trong tỏa ra hơi thở âm trầm. Nhìn vòng xoáy này, người đàn ông áo xanh trầm mặc. Lúc này, một giọng nói phát ra từ trong đó, không phải tiếng con người, không biết đang nói gì. Một lát sau, người đàn ông áo xanh cười khẽ, kiếp số ư. Lại thêm một lát nữa, y quay lưng rời đi. Chấm chấm chấm. Thời gian từ từ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, việc Diệp Huyên làm mỗi ngày đó là lĩnh ngộ. Nói chính xác hơn là đang tiếp thu những kiến thức kiếm đạo của người đàn ông áo xanh. Không thể không nói sau khi tiếp thu kiến thức kiếm đạo của người đàn ông áo xanh, hắn có cảm giác như được giác ngộ. Phương hướng kiếm đạo càng rõ ràng hơn. Kiếm vực. Mục tiêu của hắn hiện tại là luyện thành kiếm vực, lấy kiếm làm vực, nói chính xác là phải dùng kiếm ý để phụ trợ. Về phần phải làm thế nào thì người đàn ông áo xanh chưa nói cho hắn biết, hắn phải tự lĩnh ngộ. Làm sao mới có thể lấy kiếm làm vực? Đây là một vấn đề. Người đàn ông áo xanh bước vào nhà trúc, cô bé bên cạnh y và con vật màu trắng thì ra ngoài, không làm phiền y. Y ngồi xếp bằng trước bức chân dung của cô gái kia, hồi lâu không nói gì. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, cô gái váy bố bước vào. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, đã lâu không gặp. Cô gái váy bố lên tiếng, đây không phải bản thể của ngươi. Y gật đầu, chỉ là một ảo ảnh vượt thời không. Cô gái váy bố trầm giọng, ngươi cũng định nuôi thả hắn sao? Người đàn ông áo xanh đáp, hắn chỉ có thể tự bước đi trên con đường của mình, người khác không thể giúp hắn. Con người luôn cần phải trải qua khó khăn mới được. Cô gái váy bố hỏi, người không định nói cho hắn biết thân thế của mình à? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, thời cơ chưa đến. Hiện tại hắn còn quá yếu. Cô gái váy bố nói, vậy nên người mới để lại một ảo ảnh ở đây. Người đàn ông áo xanh gật đầu, hắn nhanh hơn ta tưởng nhiều, không tệ lắm, tất nhiên là vẫn chưa đủ. Cô gái váy bố trầm giọng, tứ duy này đã không còn đối thủ của các ngươi, không phải sao? Y cười. Không đáp. Cô gái váy bố lại nói, nhưng ta cảm thấy các ngươi đang kiêng dè gì đó. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, có một số việc không phải chỉ dựa vào đánh nhau là có thể giải quyết. Nói tới đây, y quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, là do hắn quá phức tạp. Cô gái váy bố trầm giọng nói, thân phận của hắn không chỉ là. Người đàn ông áo xanh nhẹ giọng, còn ta nữa. Ta và nàng ấy đều không dám chặt đứt quá khứ của hắn. Cô gái váy bố hơi khó hiểu, tại sao? Y nhìn nàng ta, bởi vì chặt không đứt. Không thể nào. Cô gái váy bố cau mày, người với nàng ta đều chặt không đứt, chuyện này sao có thể? Người đàn ông áo xanh cười, không phải chúng ta không làm gì được. Dĩ nhiên, nếu là kẻ địch với hắn, một kiếm là giải quyết xong, nhưng vấn đề là không phải, nên chúng ta không thể dùng sức mạnh với hắn. Hơn nữa, dù có dùng sức mạnh, chúng ta cũng không chắc có thể thành công. Cô gái váy bố nhìn chằm chằm vào y, rốt cuộc hắn là ai? Người đàn ông áo xanh không trả lời. Một lát sau, nàng ta lắc đầu thở dài, phức tạp. Người đàn ông áo xanh gật đầu, rất phức tạp. Nhân quả của hắn, không thể giải quyết bằng kiếm, nếu không ta với nàng ấy đã giải quyết từ lâu rồi. Cô gái váy bố trầm giọng, rốt cuộc bây giờ nàng ta đang làm gì? Y đáp, ngăn cản từng nhân quả giúp hắn. Cô gái váy bố nhìn y, còn ngươi? Y đáp, ta đang tìm ngọn nguồn của nhân quả đó. Nàng ta hỏi, đã tìm được chưa? Người đàn ông áo xanh trả lời, đã có chút manh mối. Nói tới đây, y tạm dừng rồi nói tiếp, nhưng chuyện đã phức tạp hơn. Cô gái váy bố hỏi, tại sao? Người đàn ông áo xanh khẽ thở dài, đau đầu. Nói tới đây. Y nhìn cô gái váy bố, nhớ đến tìm ta. Cô gái váy bố im lặng. Người đàn ông áo xanh đang định nói, lúc này y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên,
y và cô gái váy bố lập tức biến mất không còn bóng dáng, ngay sau đó cả hai xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này có một lực lượng bí ẩn bao phủ xung quanh Diệp Huyên, phạm vi của nó rất nhỏ nhưng lại tồn tại. Trong mắt người đàn ông áo xanh lóe lên vẻ kinh ngạc, khá thú vị. Cô gái váy bố hỏi, kiếm vực. Y gật đầu, ngộ tính của hắn không tệ, biết dùng kiếm ý làm vực nền, tuy chưa tính là kiếm vực hoàn chỉnh nhưng đã hoàn thành cơ sở, sau này lĩnh ngộ nhiều hơn là có thể lấy kiếm làm vực. Lấy kiếm làm vực. Lúc này Diệp Huyên mở mắt ra, trên mặt hắn đầy phấn khích tiền bối. Ta đã được tính là thành công chưa? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, chỉ là bắt đầu. Giờ cậu chỉ mới tiếp xúc với kiếm vực, và lại phạm vi kiếm vực của cậu hiện tại quá nhỏ, chưa thể dùng để đối địch, hiểu không? Diệp Huyên cười khổ, thế chẳng phải là vô dụng sao? Người đàn ông áo xanh cười, sao có thể vô dụng? Cậu thử thôi động kiếm vực xem. Nghe vậy, Diệp Huyên làm theo, sử dụng kiếm ý tạo thành một kiếm vực nhỏ bên cạnh mình. Người đàn ông áo xanh nhìn cô gái váy bố, thử xem. Nàng ta gật đầu rồi xòe tay ra, một lực lượng bí ẩn lập tức bao trùm lấy Diệp Huyên. Pháp tắc âm dương. Diệp Huyên biến sắc, bởi vì lúc này bên trong cơ thể hắn đang dần lão hóa, người đàn ông áo xanh bảo, dùng kiếm vực. Diệp Huyên vội vàng dùng kiếm vực, lực lượng bí ẩn trong cơ thể hắn lập tức bị trấn áp, mặc dù nó chưa biến mất hoàn toàn nhưng tốc độ lão hóa của hắn lại giảm hơn mười mấy lần. Diệp Huyên ngây người, sau đó nhìn người đàn ông áo xanh tiền bối. Người đàn ông áo xanh cười, vực này khắc chế mọi pháp tắc trên thế gian, trong đó có cả đạo tắc. Đương nhiên, nếu thực lực của người ta cao hơn cậu nhiều, cậu không thể trấn áp được, có điều không đến mức không có sức đánh trả. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng gật đầu. Trước đó khi đối đầu với cô gái váy bố, hắn hoàn toàn không có sức đánh trả, đừng nói hắn. Ngay cả cao thủ cấp bậc như Lý Trần Phong cũng không có sức đánh trả khi đứng trước cô gái váy bố. Nhưng giờ đây, hắn vừa luyện thành kiếm vực lại có thể trấn áp pháp tắc này. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là có kiếm vực, hắn có thể đối kháng với nhiều cao thủ mạnh hơn hắn rất nhiều, ít nhất sẽ không đến nỗi không có sức đánh trả. Kiếm vực. Việc hắn cần làm bây giờ đó là khai phá triệt để kiếm vực, nó sẽ là một đòn sát thủ của hắn. Lúc này, người đàn ông áo xanh chợt cười, ta phải đi rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía y, tiền bối, bây giờ người đi đâu? Người đàn ông áo xanh đáp, một nơi rất xa chỗ của cậu. Một nơi rất xa. Diệp Huyên đang định nói, y đã ngắt lời, sau này gặp. Nói xong, y quay đầu nhìn cô gái váy bố bên cạnh, ngày sau gặp. Nàng ta khẽ gật đầu, bảo trọng. Người đàn ông áo xanh cười. Sau đó y cùng cô bé bên cạnh và nhóc màu trắng dần trở nên hư ảo. Cô bé nhìn Diệp Huyên rồi vẫy tay, lần sau nhớ mang nhiều kẹo hồ lô lên nhé. Nhóc màu trắng cũng vội vàng cua móng vuốt để tỏ vẻ đồng ý. Diệp Huyên cười, sau đó lấy ra hai cây kẹo hồ lô đưa cho cô bé và vật nhỏ. Nó chớp mắt nhìn, sau đó vung móng vuốt lên, một viên trân châu to bằng nắm đấm bay tới trước mặt Diệp Huyên. Hắn ngẩn người. Đang định hỏi thì cả ba người đã biến mất hoàn toàn. Tại chỗ chỉ còn lại Diệp Huyên và cô gái váy bố. Sau một lúc im lặng, cô gái váy bố lên tiếng, ta cũng phải đi rồi. Diệp Huyên nhìn nàng ta, tiền bối, nếu sau này ta gặp nguy hiểm, không đúng, nếu sau này ta lại đến Điện U Minh, ta có thể gặp mọi người nữa không? Cô gái váy bố nhìn Diệp Huyên, con đường của ngươi, ngươi chỉ có thể tự bước đi. Đặc biệt là con đường sau này sẽ không còn ai xuất hiện giúp ngươi. Ngươi đừng có suy nghĩ kiểu này nữa. Nàng ta nói tới đây thì tạm dừng, sau đó lại nói, vẫn nên giúp ngươi một lần nữa vậy. Dứt lời, nàng ta quay lưng biến mất tại chỗ. Diệp Huyên sững sờ, sau đó vội vàng ra ngoài theo. Cô gái váy bố đi vào trong tinh không, nàng ta nhìn về phía đối diện xa xa, sau đó đột nhiên xòe tay phải rồi đè nhẹ xuống. Sau giây lát yên lặng, keng, một tiếng kiếm reo vang vọng từ phía xa, ngay sau đó có một tia kiếm quang bay tới. Vừa thấy nhát kiếm này, Diệp Huyên lập tức biến sắc. Sức mạnh của nó như sắp chém rách tinh không này, trông cực kỳ đáng sợ. Lúc này cô gái váy bố đè nhẹ tay phải xuống, tia kiếm quang kia lập tức biến mất. Ở phía xa, ông lão kiếm tông lạnh lùng nhìn cô gái váy bố,
ngay sau đó ông ta xoay người biến mất ngay tại chỗ. Không đánh. Ông ta biết cô gái váy bố sắp biến mất, bây giờ lấy cứng trọi cứng với nàng ta là một việc vô cùng ngu xuẩn. Chỉ cần đợi nàng ta biến mất, Diệp Huyên chắc chắn sẽ chết. Cô gái váy bố không đuổi theo, ông lão kiếm tông này không yếu. Nếu đối phương không đánh, nàng ta cũng không có cách nào, dù sao nàng ta còn không được tính là phân thân. Sau một lát yên lặng, cô gái váy bố nhìn Diệp Huyên, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, thân thể nàng ta trở nên hư ảo. Diệp Huyên. Cô gái váy bố đi rồi. Diệp Huyên biết, lần này hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Kiếm tông. Hắn chỉ có thể tự giải quyết. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, sau một lúc im lặng, hắn biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Diệp Huyên vừa biến mất không lâu, một ông lão đi tới trước nhà Trúc. Chính là ông lão kiếm tông kia. Ông ta nhẹ nhàng mở cửa ra, nhưng ngay khi vừa mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên bắn ra từ bên trong. Trong mắt ông ta co rụt, tiếp đó, ông ta rút kiếm bên hông chém mạnh một nhát. Bùm! Ông ta lập tức văng ra xa vạn trượng. Sau khi dừng lại, ông ta nhìn ngôi nhà Trúc với vẻ mặt đầy khó tin, kiếm tu. Người đánh lui ông ta vừa rồi là kiếm tu. Ở vũ trụ tứ duy này vẫn có kiếm tu mạnh như thế sao? Phải biết rằng hiện nay hầu hết các kiếm tu mạnh ở vũ trụ tứ duy đều ở kiếm tông. Nhát kiếm vừa rồi nhất định không phải kiếm tu của kiếm tông, tất nhiên đây không phải điều quan trọng là vừa rồi ông ta không thể đỡ được chiêu kiếm đó. Ông lão kiếm tông nhìn chằm chằm vào ngôi nhà Trúc, xin hỏi các hạ là. Không có ai trả lời. Sau một lát yên lặng, ông ta nhìn ngôi nhà thật kỹ, sau đó quay lưng bỏ đi. Sự thật chứng minh, câu nói người giỏi còn có người giỏi hơn là thật. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi nhà Trúc, Diệp Huyên dùng không minh cảnh của nhất kiếm vô lượng lặng lẽ về đến lưỡng giới thiên. Bây giờ hắn chắc chắn không thể về đại thế giới huyền hoàng, bởi vì nó không chịu được sự nhằm vào của kiếm tông. Giờ hắn nhất định phải liên minh với lưỡng giới thiên để chống lại kiếm tông. Trần Các Lão và Trần Thời Nhất đều rất hoan nghênh sự xuất hiện của Diệp Huyên. Hiện tại họ cũng cần Diệp Huyên, bởi vì một mình lưỡng giới thiên đấu với kiếm tông khá tốn sức, có sự gia nhập của Diệp Huyên sẽ rất có lợi cho lưỡng giới thiên. Vì Diệp Huyên đủ mạnh, người sau lưng hắn cũng đủ mạnh. Trong tầng mây, Trần Các Lão nhìn Diệp Huyên, cười nói, tiểu hữu, mới mấy ngày không gặp mà thực lực của cậu đã tăng lên rất nhiều. Diệp Huyên cười, so với tiền bối vẫn kém xa. Trần Các Lão lắc đầu, với thiên phú của tiểu hữu, thành tựu mai sau nhất định vượt xa lão phu. Diệp Huyên cười rồi hỏi, tiền bối, bây giờ chúng ta nên làm gì để chống lại kiếm tông? Trần Các Lão nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, cậu nói thật với ta, rốt cuộc món bảo vật ngũ duy đó có đang nằm trong tay cậu không? Cậu yên tâm, nếu nó nằm trong tay cậu, chúng ta chắc chắn sẽ không có ý đồ khác. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, ông cũng không tin ta sao. Lúc đó ông đã nhìn thấy món bảo vật ngũ duy đó bị Khương Khởi mang đi. Thử hỏi, ta phải làm sao mới có thể cướp được món bảo vật này từ tay cao thủ kiếm tông? Trần Các Lão nhìn Diệp Huyên, không trả lời. Diệp Huyên lại nói, tiền bối, sở dĩ kiếm tông nói bảo vật ngũ duy nằm trong tay ta chẳng qua là để chia rẽ mối quan hệ giữa ta với lưỡng giới thiên, tiền bối nên hiểu điều này. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận tháp giới ngục nằm trong tay mình. Hắn biết rõ, đừng thấy bây giờ người của lưỡng giới thiên hòa thuận với hắn mà nghĩ họ không có ý đồ xấu. Nhưng nếu để đối phương biết tháp giới ngục ở trong tay hắn, những người này có thể còn điên cuồng hơn kiếm tông. Hữu nghị. Hắn và lưỡng giới thiên không có hữu nghị, vì nếu không nhờ hắn dùng kế làm cho người của lưỡng giới thiên nghĩ bảo vật nằm trong tay kiếm tông, họ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Với những người này không có hữu nghị, chỉ có lợi ích. Nên hắn sẽ không ngây thơ cho rằng những người này sẽ thực sự làm bạn với hắn. Sau một lát im lặng, quả đấm siết chặt dưới tay áo Trần Các Lão chậm rãi thả lỏng, ông ta mỉm cười, đương nhiên ta hiểu, kiếm tông có mưu đồ độc ác, tất nhiên chúng ta sẽ không bị họ lừa gạt. Nhưng nếu món bảo vật đó nằm trong tay kiếm tông, tại sao họ còn phải liên tục đuổi giết cậu? Diệp Huyên nhìn Trần Các Lão. Lão già này không dễ lừa. Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, cười đáp, ta cũng đã hỏi tông chủ của kiếm tông đó, câu trả lời ông ta cho ta đó là nhổ cỏ tận gốc. Nhổ cỏ tận gốc,
Nghe vậy, Trần Các Lão mới hiểu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên tài như Diệp Huyên, nếu là địch nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không thì vài năm nữa, yêu nghiệt cấp bậc này chắc chắn sẽ uy hiếp được kiếm tông. Nghĩ tới đây, Trần Các Lão mỉm cười, tiểu hữu yên tâm, mặc dù kiếm tông có thực lực mạnh, nhưng lưỡng giới thiên ta cũng sẽ không sợ họ. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối, các ông cũng biết món bảo vật đó đã rơi vào tay kiếm tông. Nếu để họ nắm giữ hoàn toàn nó, lúc đó chúng ta... Nói tới đây, vẻ mặt hắn trở nên nặng nề, chúng ta nhất định phải có biện pháp đối phó, nếu không điều chờ đợi chúng ta sẽ là chết dần chết mòn. Trần Các Lão im lặng. Diệp Huyên lại nói, chúng ta thực sự không thể ngồi chờ chết. Trần Các Lão gật đầu, cậu nói không sai. Vậy cậu nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Diệp Huyên trả lời, ta muốn biết bây giờ chúng ta có bao nhiêu người. Trần Các Lão đáp, 42 người. Diệp Huyên lại hỏi, thực lực ra sao? Trần Các Lão trả lời, thấp nhất là mệnh cảnh, phá mệnh cảnh có 6 người. Nghe vậy, Diệp Huyên nheo mắt lại, đội hình thật khủng khiếp. Lúc này Trần Các Lão lại nói, kiếm tông cũng không đơn giản, đặc biệt là tông chủ kiếm tông. Thực lực của người này có thể đã đạt đến cầu đạo đỉnh cao, thậm chí đã đạt tới ranh giới nhập đạo. Hơn nữa ông ta là kiếm tu, sức chiến đấu của ông ta cực kỳ mạnh. Nói tới đây, ông ta tạm dừng, ngoại trừ người này, kiếm tông còn có một lão quái vật, người này tên là Kiếm Mộc, sư tôn của Lý Trần Phong và Mục Thanh Phong. Người này còn sống, với sức chiến đấu của ông ta, nếu đấu đơn, hiện tại chúng ta không có ai có thể đánh một trận với ông ta. Diệp Huyên nhíu mày, cả lưỡng giới thiên không có ai sao? Trần Các Lão lắc đầu, tất nhiên lưỡng giới thiên có người có thể chống lại, nhưng những người này... Diệp Huyên hỏi, không ra tay. Trần Các Lão gật đầu, ít nhất trước mắt họ không có ý định ra tay. Nghe vậy, Diệp Huyên hiểu. Cái thiếu nhất của lưỡng giới thiên khi so sánh với kiếm tông đó là kiếm tông là một đoàn thể, mọi người cùng chung vinh nhục, có cảm giác lệ thuộc và rất đoàn kết. Còn lưỡng giới thiên trước đây cứ mạnh ai nấy lo, vì vậy mọi người không thể đoàn kết như kiếm tông. Mặc dù hiện tại họ đã thống nhất, nhưng những siêu cao thủ chân chính của lưỡng giới thiên vẫn chưa bày tỏ lập trường của mình. Đây là điều chí mạng nhất. Quan trọng là nếu không có ai giữ chân kiếm mộc gì kia, có lẽ một người này thôi là có thể càn quét rất nhiều cao thủ lưỡng giới thiên. Trần Các Lão lại nói, người chúng ta kiêng dè nhất bây giờ chính là Mục Thanh Phong và Kiếm Mộc. Nói tới đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, không biết người sau lưng tiểu hữu có thể giữ chân Kiếm Mộc và Mục Thanh Phong không? Người sau lưng hắn? Diệp Huyên không đáp. Hiện tại sau lưng hắn ngay cả sợi lông cũng không có, tất nhiên hắn không thể nói như vậy. Một khi nói thế, trọng lượng của hắn ở lưỡng giới thiên sẽ nhẹ đi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó trả lời, không dám giấu giếm, người sau lưng ta đã từng đánh nhau với Kiếm Mộc. Nghe vậy, Trần Các Lão nheo mắt lại, kết quả thế nào? Diệp Huyên trầm giọng, Kiếm Mộc không dám đánh một trận chân chính với nàng. Trần Các Lão hỏi, giờ nàng đang ở đâu? Diệp Huyên lắc đầu, người đến chỉ là phân thân của nàng, bản thể của nàng ở một nơi rất xa. Phân thân? Nghe vậy, vẻ mặt Trần Các Lão khẽ biến đổi, ông ta không nghĩ Diệp Huyên đang nói dối, bởi vì Lý Trần Phong đã chết. Người có thể giết chết Lý Trần Phong sẽ là người bình thường sao? Trần Các Lão lại hỏi, bản thể của nàng có thể đến không? Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, nếu bản thể có thể đến, ta đã tấn công vào kiếm tông rồi. Có điều ta đã liên lạc với nàng, còn khi nào thì ta cũng không biết. Nghe vậy, Trần Các Lão khẽ thở dài, vậy thì chuyện này hơi khó giải quyết. Diệp Huyên hỏi, có thể nhờ cao thủ lưỡng giới thiên ra tay không? Trần Các Lão nhìn Diệp Huyên, chúng ta đã liên lạc, đối phương chưa trả lời chúng ta. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, ta đi thử nhé. Trần Các Lão nhìn Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó đáp, cũng được. Diệp Huyên gật đầu, dù sao cũng phải thử xem. Trần Các Lão bảo, đi theo ta. Hai người vừa định lên đường, lúc này có một tiếng kiếm reo vọng lại từ phía chân trời xa xăm. Thấy vậy, Trần Các Lão biến sắc, là Kiếm Mộc, đi. Nói xong, ông ta quay lưng biến mất ở cách đó không xa. Diệp Huyên liếc nhìn chân trời, sau đó đi theo. Trần Các Lão dẫn Diệp Huyên đến chỗ sâu trong một dãy núi. Hai người đi tới một sơn cốc,
bên trong có một ngôi nhà nhỏ, trước nhà đặt một chiếc ghế xếp, trên ghế có một ông lão đang nằm. Ông lão mặc áo gai quần dài, để một bầu rượu hồ lô nhỏ trên ngực. Trần Các Lão bên cạnh Diệp Huyên lên tiếng, Tửu Hoàng, cậu thử xem. Hãy nhớ, đừng nhắc đến chữ Tửu, đừng tự cho mình thông minh mà tặng rượu, tóm lại không được nhắc tới bất cứ thứ gì liên quan đến rượu. Tuyệt đối đừng nhắc đến. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Trần Các Lão khẽ lắc đầu, không biết, nói chung là đừng nhắc. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vâng. Trần Các Lão nhìn Diệp Huyên, mục tiêu của Kiếm Mộc chắc là cậu, ta đi ngăn cản ông ta, cậu nhất định phải thuyết phục được Tửu Hoàng. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên yên lặng đứng tại chỗ một lát, sau đó đi tới trước mặt Tửu Hoàng, ông ta đang ngủ say như chết. Diệp Huyên suy nghĩ rồi hỏi, tiền bối có muốn biết về bảo vật ngũ duy và vũ trụ ngũ duy không? Tửu Hoàng mở bừng mắt, ông ta cứ thế nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng nó lại phát ra áp lực vô hình. Diệp Huyên cười, tiền bối cảm thấy hứng thú với ngũ duy. Tửu Hoàng nhìn Diệp Huyên, nói. Diệp Huyên trả lời, tháp kia không chỉ có thể giúp ta đến ngũ duy, bên trong nó còn ẩn chứa đạo tắc và pháp tắc của ngũ duy. Những đạo tắc và pháp tắc này cao hơn tứ duy, nếu tiền bối lấy được, ta tin với thực lực của tiền bối, chúng chắc chắn có trợ giúp rất lớn cho tiền bối. Tửu Hoàng nhìn Diệp Huyên một cách sâu xa, người trẻ tuổi, cậu muốn lão phu giúp cậu đi đối phó Kiếm Tông. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế, nhưng cũng có thù lao. Nếu tiền bối giành được tháp kia, ta tin nó sẽ có trợ giúp rất lớn cho tiền bối. Tửu Hoàng lắc đầu, tháp kia không nằm trong tay Kiếm Tông. Diệp Huyên ngạc nhiên, đang định nói thì ông ta đã cướp lời, tháp kia còn nằm trong tay cậu. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối, tháp kia thực sự không nằm trong tay ta. Tửu Hoàng lắc đầu, ta khá khâm phục cậu, khâm phục vì một kiếm tu như cậu có thể không biết xấu hổ đến mức này. Diệp Huyên đang định mở miệng thì Tửu Hoàng kia lại lên tiếng, người trẻ tuổi, những trò lừa bịp này lão phu cũng đã từng chơi, cậu chớ nên dở. Cậu lợi dụng lòng tham của cường giả lưỡng giới thiên, để họ giúp cậu đối phó Kiếm Tông, mà Kiếm Tông vì xem thường cậu nên bị cậu hãm hại liên tiếp. Hôm nay chúng đã không dám coi khinh cậu nữa, nhưng lại phát hiện cậu là một tên yêu nghiệt vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng, đặc biệt là người phía sau cậu. Một người có thể tùy tiện chém chết Lý Trần Phong tuyệt đối sẽ không yếu hơn Kiếm Mộc. Ông ta nhìn hắn, có biết vì sao ta và các lão già khác không vạch trần hay nhằm vào cậu không? Diệp Huyên không nói, Tửu Hoàng đáp, bởi vì chúng ta không muốn dây vào chuyện này. Bảo vật ngũ duy không ai không muốn, nhưng cậu quá phức tạp, nhất là người sau lưng cậu, chúng ta không muốn trêu vào. Cường giả đến cấp bậc của họ đã biết được một vài chuyện liên quan đến nhân quả. Họ biết rõ giết Diệp Huyên không khó, khó là phải làm gì với bảo vật sau đó. Giữ nó. Câu trả lời là giữ không được. Bảo vật quý giá đấy, nhưng cũng là hòn than bỏng tay. Thời điểm để họ dốc toàn lực còn chưa đến, vì vậy tạm thời không muốn dây vào nhân quả của nó. Sức mạnh càng tăng, họ càng kính sợ thứ gọi là nhân quả này. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên nói, tiền bối, chúng ta giao dịch đi. Tửu Hoàng nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyên cong môi cười, nếu tiền bối không muốn biết về ngũ duy thì xem như ta chưa nói gì vậy. Hắn vừa rậm xoay người rời đi thì đã bị một luồng sức mạnh bí ẩn khóa lại. Giọng Tửu Hoàng vang lên phía sau, nói thử xem. Diệp Huyên xoay lại nhìn ông ta, thứ ngũ duy chú trọng hiện nay là không gian, thời không, nhân quả, luân hồi. Tất cả đều khác với chúng ta. Những gì chúng ta đang học hỏi bây giờ đều là tàn dư của họ. Hắn mở tay ra, để đạo tắc không gian xuất hiện. Khi hắn nắm lại, nó khẽ run lên, không gian bốn phía bắt đầu xếp lớp chồng lên. Mà đạo tắc không gian của vũ trụ tứ duy hoàn toàn không thể ngăn cản đạo tắc của hắn. Không lâu sau, không gian đã bị hắn tạo thành một hình thù kỳ dị. Tửu Hoàng nhìn nó với vẻ ngờ vực, sau đó dần dần trở thành mờ mịt. Một hồi sau, ông ta mới cất tiếng, có thể cho ta mượn nó để nghiên cứu một chút được không? Diệp Huyên chỉ nhìn ông ta. Tửu Hoàng biết điều hắn muốn nói, đang toan mở miệng thì bỗng một tia kiếm quang xé rách không gian bay đến, nhằm thẳng vào Diệp Huyên. Diệp Huyên không tỏ ý muốn ra tay. Tửu Hoàng nhìn hắn, cũng không có động tĩnh.
nhưng khi tia kiếm quang ấy chỉ còn cách vài trượng nữa là bổ xuống đầu Diệp Huyên, Tử Hoàng bỗng nhẹ nhàng vung tay. Ầm, kiếm quang bị chặn lại cách Diệp Huyên mười mấy tấc. Đúng lúc ấy, một lão già xuất hiện, chính là kiếm mộc của kiếm tông. Đám người Trần các lão hiển nhiên không ngăn lại. Kiếm mộc không buồn để ý để Diệp Huyên mà lại nói với Tử Hoàng, Tử Hoàng, người cũng muốn dây vào chuyện này sao? Tử Hoàng nhìn lại, một tháng, ta bảo vệ hắn trong một tháng, ngươi cho ta bấy nhiêu là được. Nhưng kiếm mộc lắc đầu, không thể. Có quá nhiều biến số có thể phát sinh trong một tháng, nhất là Diệp Huyên. Tốc độ trưởng thành của hắn quá kinh khủng, ai mà biết hắn sẽ đạt đến cấp bậc nào sau ngần ấy thời gian. Thời gian chính là biến số. Đối với Diệp Huyên mà nói, có quá nhiều khả năng có thể xảy ra. Thấy Tử Hoàng không đáp, kiếm mộc lại nói, Tử Hoàng huynh, năm ấy ta huynh xem như cũng có chút giao tình. Mà huynh hẳn cũng biết bảo vật ấy đang nằm trong tay ai. Chuyện này, huynh chớ nhúng tay vào, xem như nể mặt ta, được không? Sau một hồi im lặng, Tử Hoàng thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Ông ta tuy rằng rất muốn có được, nhưng một khi xen vào sẽ tương đương với trở thành kẻ thù của kiếm tông, thế là lựa chọn đứng ngoài. Ông ta thật sự không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này. Bớt thị phi, bớt nhân quả. Bỗng nhiên, Diệp Huyên la lên, tiền bối, người sau lưng ta đến từ Ngũ Duy. Không chỉ Tử Hoàng mà cả kiếm mộc cũng quay phát sang nhìn hắn. Ngũ Duy ư? Bọn họ đều biết Diệp Huyên có người chống lưng cho, nhưng chưa từng nghĩ người đó lại có liên hệ với Ngũ Duy. Lại còn đến từ Ngũ Duy. Một câu này khiến cả hai kinh hãi. Tử Hoàng nhìn Diệp Huyên chằm chằm, cậu nói người ấy đến từ Ngũ Duy. Diệp Huyên gật đầu, phải. Ta không tin, người Ngũ Duy sao có thể. Tử Hoàng đang nói thì bỏ dở, sau đó đồng tử co lại, người đó theo tòa tháp này đến đây. Đúng vậy. Diệp Huyên nói rồi nhìn sang kiếm mộc, các hạ có biết vì sao các người không tra ra được gì về người sau lưng ta không? Bởi vì người ấy căn bản không phải là cường giả thuộc về Tứ Duy, các người có vận dụng mọi thế lực cũng không thể điều tra ra. Ánh mắt kiếm mộc nhìn hắn như lưỡi đao sắc lẻm, nhưng lại không nói gì. Diệp Huyên làm lơ ông ta, quay sang Tử Hoàng tiền bối, chỉ cần tiền bối bằng lòng thì sẽ có thể tìm hiểu về Ngũ Duy. Ta tin rằng chỉ cần trò chuyện với người sau lưng ta thì tiền bối sẽ được chỉ điểm rất lớn, thậm chí là bước lên một cấp bậc nữa. Đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời tiền bối đấy. Đối phương khẽ nheo mắt, vì sao? Diệp Huyên cười bởi vì tiến vào Ngũ Duy là chuyện thể nào, các người đừng hòng nghĩ đến. Sức mạnh của bọn họ hơn xa các người nhiều, tiến vào chỉ có một con đường chết. Hắn khẽ dừng lại, tiền bối nên tiến vào rồi sẽ biết những điều ta nói là thật hay giả. Tử Hoàng nhìn hắn, vì sao người sau lưng cậu lại đến vũ trụ Tứ Duy này? Hiển nhiên ông ta đã tin lời hắn. Diệp Huyên cười, ta cũng từng hỏi nhưng người đó không chịu nói. Chỉ bảo ngày sau sẽ cho ta hay. Hơn nữa người đó cũng cảnh cáo ta chớ có dại dột mà thử cách tiến vào Ngũ Duy, bởi vì nếu thực lực không bằng những cường giả ở đó, đi vào chẳng khác gì tự tìm đường chết. Tử Hoàng ngẩng đầu nhìn chân trời, khẽ thốt lên, Ngũ Duy thật sự mạnh đến vậy sao? Mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều, nhưng ta có cách. Cách tiến vào, Tử Hoàng nhìn hắn. Diệp Huyên lắc đầu, không, cách đường đường chính chính mà đi vào. Kiếm mộc bỗng lên tiếng, người rốt cuộc cũng chịu thừa nhận tháp kia đang nằm trong tay ngươi. Diệp Huyên nhếch mép, không phải trong tay ông sao? Một khi thừa nhận đồng nghĩa với xong đời, có đánh chết hắn cũng không làm vậy. Cho dù ai ai cũng biết nó còn nằm trong tay hắn thì hắn cũng không thể thừa nhận, chết cũng không. Kiếm mộc lạnh lùng nhìn hắn. Tử Hoàng bỗng hỏi, vậy vì sao cậu không cùng người đó đến Ngũ Duy? Diệp Huyên cười, ta cũng muốn đi nhưng thời cơ chưa đến. Nếu tiền bối bằng lòng, ta sẽ nhờ đối phương ra trò chuyện một phen, có lẽ sẽ rất có ích đấy. Tử Hoàng không nói gì. Kiếm mộc chậm rãi nắm tay lại. Diệp Huyên còn đang muốn nói thêm thì ông ta đã xuất kiếm. Một kiếm này đã gần đến trình độ cao nhất. Nhưng kiếm vừa ra, Diệp Huyên đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lại ở ngoài trăm trượng. Diệp Huyên quay đầu. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang chậm rãi đi đến. Ông ta mặc trường bào đen tuyền, tay cầm chiếc quạt xếp, cả người toát ra khí chất văn nhã nhẹ nhàng.
Ông ta cũng là người vừa ra tay giúp hắn. Hy Hoàng. Kiếm Mộc nhìn người này với vẻ âm u. Hy Hoàng không để ý đến ông ta mà chỉ cười với Diệp Huyên, Tiểu Hữu, Tử Hoàng không bảo vệ cậu thì để ta, nhưng chỉ trong một tháng thôi. Dù sao nhân quả trên người cậu quá lớn, ta cũng không đủ sức bảo vệ cậu cả đời. Diệp Huyên suy tư một phen, vậy nửa tháng đi. Hy Hoàng, được thôi. Kiếm Mộc lên tiếng, Hy Hoàng, thử vài chiêu. Ông ta gật đầu, được, lâu rồi không động thủ, vừa lúc đang ngứa tay, thử thì thử, ha ha. Như ngươi mong muốn. Kiếm Mộc vừa dứt lời, hai người đã biến mất. Diệp Huyên nhìn lên trên tầng mây, nơi có tiếng giao chiến mơ hồ vọng xuống. Tử Hoàng đứng một bên bỗng lên tiếng, Diệp Huyên, người đứng sau cậu thật sự đến từ Ngũ Duy. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ta có thể trò chuyện cùng người đó không? Diệp Huyên không đáp. Trò chuyện ư? Ban nãy nếu không có Hy Hoàng ra tay, e rằng hắn đã toi mạng rồi. Lão già này chỉ muốn được lợi chứ không muốn bỏ sức, còn vô liêm sỉ hơn cả hắn. Tử Hoàng còn đang muốn nói gì đó thì Kiếm Mộc và Hy Hoàng đã xuất hiện lại trước mặt họ. Hy Hoàng cười ha hả, Kiếm Mộc huynh, người này sẽ được ta bảo vệ trong nửa tháng. Cáo từ. Nói xong, ông ta đưa Diệp Huyên cùng biến mất, để lại Kiếm Mộc với sắc mặt khó xem. Ông ta không thua Hy Hoàng nhưng cũng không thắng được Hy Hoàng. Chừng nào chưa giết được Hy Hoàng thì ông ta sẽ không thể chạm tới Diệp Huyên. Sắc mặt Tử Hoàng cũng có phần xấu xí khi nhận ra ông ta có thể đã lỡ mất gì đó. Có đôi khi làm việc là phải quyết đoán, không được nhát tay nhát chân. Tuy quyết đoán có thể khiến cậu đến vỡ đầu chảy máu nhưng cũng có thể mang đến cơ hội. Đối với cường giả như họ, một cơ hội để thay đổi vận mạng ấy lại là ngàn năm hiếm gặp. Ông ta dĩ nhiên không muốn bỏ qua nó. Một chốc sau, Tử Hoàng biến mất. Sắc mặt Kiếm Mộc âm u như trời bão. Diệp Huyên đã được Hy Hoàng bảo hộ trong nửa tháng, ông ta sẽ không thể nào giết hắn. Có rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Không thể chờ được nữa. Kiếm Mộc lạnh lùng nhìn nơi xa, xoay người rời đi. Trên một đám mây nọ, Hy Hoàng cười hỏi, Tiểu Hữu này, ta có chuyện muốn hỏi cậu. Diệp Huyên, hỏi đi. Món bảo vật ấy có nằm trong tay cậu hay không? Diệp Huyên im lặng trong một giây, đang định đáp thì Hy Hoàng đã cười hớn hở, ta biết rồi. Vừa dứt lời, một luồng uy áp hùng hậu đã bao phủ lấy Diệp Huyên, linh hồn của ông ta cũng theo đó tiến vào giữa mày hắn. Hy Hoàng muốn chiếm thân xác mình sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Diệp Huyên, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra không phải vậy. Hy Hoàng dùng linh hồn tiến vào tháp giới ngục trong cơ thể hắn, nhưng chỉ vừa chớm tới đã bị tháp cưỡng chế đẩy ra. Linh hồn Hy Hoàng trở lại cơ thể, ông ta nhìn Diệp Huyên với vẻ chăm chú, đó chính là bảo vật Ngũ Duy. Diệp Huyên gật đầu, phải. Hy Hoàng áy náy cười cười, Tiểu Hữu à, ta không có ác ý, nhưng ta biết tính cậu. Nếu không làm vậy thì cậu sẽ không thừa nhận nó còn nằm trong tay cậu. Diệp Huyên. Mà Kiếm Tông cũng quá xem thường cậu rồi. Ông ta nhìn bốn phía một vòng, chúng ta tìm nơi khác trò chuyện nào. Nói xong, ông ta đã dẫn theo Diệp Huyên cùng biến mất tại chỗ. Chỉ nháy mắt sau, Hy Hoàng và Diệp Huyên đã có mặt ở sâu trong rừng trúc nọ, nơi có một căn nhà gỗ tuy không lớn nhưng được xây dựng cực kỳ khéo léo. Hy Hoàng đưa Diệp Huyên vào trong, rót một chén trà, cười nói, Tiểu Hữu dùng trà đi. Diệp Huyên đáp lễ, cảm ơn. Cậu mang bảo vật ấy đến đây thật sự là dũng cảm đấy. Diệp Huyên lắc đầu, ta không có lựa chọn nào khác. Nếu được thì hắn cũng muốn yên ổn phát triển, trở nên mạnh mẽ hơn, đáng tiếc người khác lại không cho. Hy Hoàng khẽ mỉm cười, Tiểu Hữu có biết bảo vật này có ý nghĩa thế nào với chúng ta chăng? Ánh mắt ông ta dõi ra ngoài cửa trúc, nhẹ giọng nói, năm ấy khi mới đến đây, ta cho rằng thực lực của ta hoàn toàn có thể tiến vào Ngũ Duy, nhưng ta đã sai rồi. Sau vài lần thử nghiệm, ta gần như đã tuyệt vọng. Diệp Huyên hạ giọng, khó lắm sao? Đối phương cười khổ, đâu chỉ là khó, đúng hơn là bất khả thi. Càng đi lên, càng đến gần Ngũ Duy, càng tuyệt vọng. Ông ta nhìn sang Diệp Huyên, vì vậy, bảo vật trong tay cậu với chúng ta không khác gì ánh sáng xuất hiện trong đêm đen vô tận cả. Nhưng lý do mà một số người đến giờ vẫn bàng quan là vì họ còn kiêng kỵ người sau lưng cậu.
Tiền bối, có việc này ta không hiểu, Diệp Huyên lên tiếng. Hy Hoàng cười, chuyện gì? Các người chấp nhất với việc tiến vào ngũ duy đến vậy sao? Đối phương bật cười, tiểu hữu à, lời này của cậu phải đặt mình vào vị trí của chúng ta mới hiểu được, nếu không đạt đến trình độ này thì sẽ không thể hội được cảm giác và tình cảnh đâu. Đối với chúng ta, hoặc là tiến thêm một bước, hoặc cứ thế chờ chết, cậu nói xem chúng ta sẽ làm gì. Ta hiểu rồi. Diệp Huyên gật gù, đoạn nhẹ giọng nói, Liên Thiển cô nương. Hắn vừa dứt lời, người được gọi tên đã xuất hiện trong gian nhà trúc. Hy Hoàng thoáng ngẩn người, vị này là... Diệp Huyên cười, giới thiệu, nàng là Liên Thiển, đạo tắc của tháp, đến từ ngũ duy. Hy Hoàng khẽ gật đầu với Liên Thiển, xin cô nương giúp giải thích nghi hoặc. Nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, thấy hắn gật đầu mới mở miệng, người lý giải thế nào về không gian. Sau một hồi trầm ngâm, Hy Hoàng nói, không gian là thế giới nơi chúng ta sinh tồn, được tạo thành từ một phương pháp đặc biệt. Liên Thiển, vật chất, vạn vật đều sinh ra từ vật chất. Phần lớn cường giả tứ duy đều biết điều này, nhưng các ngươi không thể dùng những từ ngữ càng tượng hình hơn để định nghĩa nó. Không gian là hoàn cảnh khách quan để vật chất tồn tại, được thể hiện bởi chiều dài, chiều rộng, chiều cao và kích thước. Nói một cách đúng đắn thì các ngươi vẫn thuộc về không gian tam duy, chỉ là thế giới của các ngươi đã có một ít cường giả có thể thay đổi không gian, biến nó thành một hình thức khác nên có thể miễn cưỡng gọi là tứ duy. Nhưng, nàng ta thoáng dừng lại trước khi tiếp lời. Hiểu biết của người ở vũ trụ này về không gian phỏng chừng chỉ đến đây. Tỷ như thực lực của các hạ vô cùng mạnh mẽ, đã biết không gian do vật chất cấu thành, nhưng có biết vật chất do gì cấu thành chăng? Hy Hoàng lắc đầu, vấn đề này thì không biết. Liên Thiển nhẹ giọng, nhận thức của các ngươi hiện nay chỉ dừng lại ở tầng vật chất, hơn nữa còn chưa thấu triệt được nó. Sau một hồi im lặng, Hy Hoàng hỏi, cô nương, nếu ta đến ngũ duy thì sẽ là cấp bậc gì? Liên Thiển nhìn ông ta rồi lắc đầu, thực lực của ngươi ở ngũ duy không mạnh cũng không yếu, nhưng ngươi sẽ không đến được đó, cho dù được cũng sẽ chết. Hy Hoàng nhíu mày, vì sao? Đây cũng là thắc mắc của Diệp Huyên, không khỏi nhìn sang Liên Thiển. Nàng ta đáp, cửa ải thứ nhất là cấm chế do chủ nhân lập nên. Thực lực của ngươi không thể chịu được nó, cho dù có được thì thân xác cũng sẽ bị hủy diệt. Thứ hai, người ngũ duy không chào mừng tứ duy. Khi chủ nhân còn tại thế, ngũ duy chưa rơi vào hỗn loạn như vậy nhưng rất nhiều người đã có dã tâm bừng bừng. Chủ nhân đặt ra cấm chế kia không phải muốn hạn chế, mà là để bảo vệ vũ trụ tứ duy của các ngươi. Tiếc rằng các cậu lại tìm mọi cách để phá nó. Hy Hoàng, cô nương có từng nghĩ đến, cấm chế kia cũng đang hạn chế chúng ta không? Nhưng Liên Thiển lắc đầu, nếu không có nó, vũ trụ của các ngươi sẽ không thể tồn tại. Mỗi một thế giới đều có chiến tranh. Mà ngũ duy không phải là thứ mà các ngươi có thể chống lại. Ánh mắt nàng ta nhìn thẳng vào Hy Hoàng, nhưng các ngươi cũng sẽ không quan tâm đến vũ trụ này sống chết ra sao, đúng chứ? Đối phương chỉ cười mỉm chi. Liên Thiển thở dài lắc đầu, ta hiểu các ngươi. Khi đạt đến một trình độ nhất định rồi, không thể tiến thêm một bước quả thật khó mà cam lòng, nhưng... Thật ra thì nếu đạt đến trình độ cao nhất của vũ trụ tứ duy, các ngươi cũng không cần đến ngũ duy. Hay đúng hơn là muốn đến ngũ duy cũng không phải việc khó gì nữa. Đôi mắt Hy Hoàng nheo lại, trình độ cao nhất của tứ duy. Cô nương cho rằng đó là trình độ thế nào? Liên Thiển nhàn nhạt hỏi lại, ngươi cho rằng các ngươi đã đạt đến cực hạn chứ gì? Đối phương mỉm cười, cho dù chưa đến thì cũng không kém quá xa. Nhưng nàng ta lắc đầu, kém rất xa. Thấy Hy Hoàng lẳng lặng nhìn mình, Liên Thiển hờ hững, không tin ư. Quả thật không tin. Nghe vậy, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, cho hắn ta xem thanh kiếm trên đỉnh tháp đi. Diệp Huyên có một thoáng do dự rồi gật đầu, lấy ra thanh kiếm của cô gái vái trắng. Hy Hoàng vừa nhìn thấy nó thì cả gương mặt ngập một sắc kinh ngạc, đây là phàm kiếm chân chính. Ông ta nhìn Diệp Huyên, đây là kiếm của ai? Hắn suy nghĩ rồi nói, của sư tôn ta. Đồng tử Hy Hoàng co lại, sư tôn cậu. Vừa ngồi xuống, ông ta vừa lẩm bẩm, khó trách. Khó trách, có thể nhìn ra Hy Hoàng đang khiếp sợ vô cùng, chứng tỏ rằng phàm cảnh cũng là cảnh giới vô cùng hiếm thấy ở nơi này. Hy Hoàng nhẹ giọng nói, kiếm tu cấp phàm kiếm chưa từng xuất hiện ở lưỡng giới thiên hay thậm chí là kiếm tông,
Chúng ta chỉ cho rằng đó là truyền thuyết. Ông ta nhìn Diệp Huyên đầy phức tạp, ta đã hiểu ra vì sao cậu có thể sống đến bây giờ rồi. Có một vị sư tôn cấp phàm kiếm làm chỗ dựa. Hy Hoàng lắc đầu thở dài, kiếm tông này. Như nghĩ đến gì đó, ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, sư tôn của cậu có thể tiến vào ngũ duy không? Ý ta là đường hoàng tiến vào, không dựa vào vật ngoài khác. Liên Thiển đáp, có thể. Thấy ông ta nhìn sang, nàng ta khẽ nói, vì vậy ta mới nói cực hạn của tứ duy sẽ không thua kém gì ngũ duy. Các ngươi không cần phải đặt toàn bộ hy vọng vào tháp này, bởi nếu dùng nó để đến ngũ duy thì các ngươi sẽ không sống được. Người ngũ duy càng thèm khát bảo vật này hơn các ngươi, mang nó theo chẳng khác gì đi tìm chết. Hy Hoàng im lặng một hồi rồi nói, ta hiểu rồi. Liên Thiển gật đầu, không nói gì nữa. Một hồi sau, Hy Hoàng hỏi Diệp Huyên, tiểu hữu, có thể cho ta mượn đạo tắc không gian của cậu để nghiên cứu một chút không? Diệp Huyên cười đáp, tất nhiên là được rồi. Hắn cong cong ngón tay, để đạo tắc xuất hiện trước Hy Hoàng. Ông ta gật đầu, đa tạ. Gương mặt ông ta nhìn nó mang đầy vẻ tư lự. Thấy Diệp Huyên và Liên Thiển đứng dậy toan rời đi, ông ta mới lên tiếng, xin tiểu hữu chớ rời khỏi nơi này, bằng không ta khó lòng bảo đảm an toàn cho cậu. Được. Diệp Huyên nói rồi cùng Liên Thiển rời khỏi gian nhà trúc. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời bên ngoài, khẽ nói, nửa tháng. Liên Thiển nhìn sang, người phải chuẩn bị. Hắn nhìn lại, chuẩn bị gì? Trực giác của ta nói rằng ngươi có thể phải tiến vào ngũ duy. Diệp Huyên im lặng, hắn cũng có cảm giác đó. Đường ở tứ duy còn chưa đi đến cuối nhưng cũng sắp rồi. Cơ mà ngũ duy thì lại là một vũ trụ hoàn toàn xa lạ. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì lắc đầu, nghĩ nhiều cũng vô ích thôi, tìm cách đề cao thực lực mới là quan trọng nhất. Như nghĩ đến gì đó, hắn cầm kiếm Thiên Chu ra, dùng kiếm ý khởi động kiếm vực, Liên cô nương có đề nghị gì không? Điều hắn muốn làm nhất giờ phút này chính là tu luyện kiếm vực. Sau một thoáng lặng im, Liên Thiển nói, ngươi có bằng lòng thử nghiệm không? Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên là có rồi. Nàng ta hạ giọng, kiếm vực của người đàn ông áo xanh kia mạnh mẽ vô cùng, có thể trấn áp cả quy luật và đạo tắc của ngũ duy chứ đừng nói đến thế giới này. Ngươi muốn trở thành như y trong thời gian ngắn là không thể nào, mà ta cũng cho rằng ngươi không cần phải đi theo con đường của y. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta sẽ lợi dụng tri thức về ngũ duy, giúp ngươi sáng tạo một kiếm vực hoàn toàn mới. Một kiếm vực hoàn toàn mới ư? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nghĩa là thế nào? Liên Thiển nhìn hắn, nói theo cách nói suông ở ngũ duy thì vực tương đương với một tiểu thế giới độc lập, trong đó ngươi chính là chúa tể, với điều kiện là nó phải đủ mạnh. Nàng ta thoáng dừng lại một chốc, bây giờ có hai việc ngươi cần làm, thứ nhất. Biến kiếm vực này trở nên càng mạnh hơn, có thể dùng để chống lại kẻ địch. Thứ hai, dung nhập những gì ngươi đã học trước kia vào nó. Diệp Huyên hỏi, dung nhập, làm sao để dung nhập? Tuyệt chiêu mạnh nhất của ngươi bây giờ gồm có huyết mạch chi lực, lục đạo chân ngôn của chủ nhân, nhất kiếm vô lượng và kiếm vực vừa lĩnh ngộ kia. Những chiêu thứ yếu có kiếm ý thiện ác, đạo tắc không gian, đạo tắc mộng, đạo tắc đại địa. Ngoài ra còn có bốn thanh kiếm thuộc cấp bậc cao nhất vũ trụ tứ duy. Liên Thiển nhìn SNG Diệp Huyên, nếu ngươi dùng lục đạo chân ngôn của chủ nhân trấn áp kẻ thù vào kiếm vực, sau đó dùng huyết mạch chi lực và bốn thanh kiếm kia hợp nhất lại, thi triển nhất kiếm vô lượng, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Diệp Huyên ngây ra. Sẽ thế nào ư? Ta sẽ chết, hắn đáp. Hắn chưa bao giờ, mà cũng không dám sử dụng tổ hợp này. Bởi những tuyệt chiêu ấy cái nào cũng mạnh mẽ vô cùng, một khi thi triển tất nhiên có thể hủy thiên diệt địa, nhưng hắn cũng sẽ xong đời luôn. Làm sao mà chịu đựng nổi cho được? Liên Thiển gật đầu, ta biết, vì vậy chúng ta phải nghĩ cách giải quyết vấn đề phản phệ này. Có cách nào? Hai cách, thứ nhất, người phải học cách khống chế. Diệp Huyên buột miệng, nếu thức tỉnh huyết mạch thì ta cũng bó tay. Liên Thiển nghe vậy thì im lặng. Bởi vì đúng như lời Diệp Huyên nói, huyết mạch của hắn càng điên cuồng mới càng mạnh, khống chế làm gì nữa. Liên Thiển, vậy chỉ có thể dùng cách thứ hai. Diệp Huyên nhìn nàng ta, đó là gì? Dùng tòa tháp này bảo vệ trái tim và linh hồn ngươi, để nó thay ngươi nhận phản phệ. Diệp Huyên ngạc nhiên, vậy cũng được sao? Đương nhiên, nàng ta gật đầu.
nhưng liệu nó có bị hao tổn không? Liên Thiển lắc đầu, ngươi xem thường nó rồi. Thực lực của ngươi bây giờ khó lòng khiến nó sứt mẻ, nhưng... Nàng ta dừng lại như có điều cố kỵ. Diệp Huyên, nhưng thế nào? Liên Thiển hạ giọng, ta lo là ngay cả nó cũng không thể bảo vệ ngươi hoàn toàn. Huyết mạch của ngươi quá kinh khủng, nhất là sau khi hấp thu máu của người áo xanh kia, sức mạnh của nó bây giờ ngay cả ta cũng không thể phỏng đoán. Diệp Huyên gật đầu, đừng nói chi Liên Thiển, đến hắn cũng không biết huyết mạch này rốt cuộc mạnh đến đâu. Mà nếu theo như lời nàng ta nói, mở kiếm vực, dùng lục đạo chân ngôn, đánh thức huyết mạch chi lực, cầm thiên chu thi triển nhất kiếm vô lượng. Uy lực kia sẽ kinh khủng đến nhường nào. Thật sự là sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng phản vệ cũng sẽ nguy hiểm tương đương. Liên Thiển lên tiếng, ngươi có thể luyện tập ngay bây giờ. Diệp Huyên cười khổ, Liên Thiển cô nương à, ta mà đã đánh thức huyết mạch rồi là không dừng lại được đâu. Nàng ta gật đầu, ta biết, ngươi không cần làm vậy. Hãy trực tiếp mở ra kiếm vực, sau đó thi triển lục đạo chân ngôn và nhất kiếm vô lương ở trong. Ngoài ra, phải nhớ dùng đạo tắc không gian và đạo tắc đại địa để ra cố độ bền vững cho bên trong kiếm vực. Bằng không một khi không gian vỡ, ngươi sẽ bị sức mạnh của nó cắn trả. Diệp Huyên nhìn bốn phía một lượt, thử ngay đây ư. Phải. Diệp Huyên suy tư một hồi rồi gật đầu, bắt đầu thi triển kiếm vực. Nó vừa xuất hiện, hắn bỗng có cảm giác mình như trở thành một ông hoàng, nắm trong tay sự tự tin ngạo nghễ hắn chưa bao giờ có trước đây. Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà cầm kiếm thiên chu ra chậm rãi khép mắt lại. Một khắc sau, đôi mắt bừng mở, một chữ tù màu đỏ chói xuất hiện cuối chân trời. Bầu trời lập tức tối sầm xuống, kiếm trong tay Diệp Huyên cũng vung lên. Nhất kiếm vô lượng, võ học có 102 đến từ ngũ duy. Kiếm vừa ra, xoẹt, nơi chân trời bỗng xuất hiện một vết rách, sau một khắc im lặng thì bốn phía chỉ còn một màu đen đặc và chữ tù lơ lửng. Không gian nơi chân trời đã bị chôn vùi, nói đơn giản hơn thì chính là đã biến mất triệt để, ngay cả đạo tắc không gian của vũ trụ tứ duy cũng không thể khôi phục. Gần như cùng lúc, cảm giác uể oải xuất hiện trong người Diệp Huyên, cũng may là không trầm trọng đến mức té ngã. Nhưng Liên Thiển nhìn vết nứt kia lại lắc đầu, chưa đủ. Chưa đủ ư. Nàng ta đón lấy ánh mắt của hắn, thứ nhất, kiếm của ngươi hơi chậm. Thứ hai, nó chỉ phát huy được sức mạnh của lục đạo chân ngôn và nhất kiếm vô lương, còn uy lực của kiếm vực thì vẫn chưa. Diệp Huyên đáp, ta biết, nhưng kiếm vực chỉ có thể tập trung trong một trượng quanh ta. Sai rồi, Liên Thiển ngắt lời hẳn. Ngươi dùng kiếm tạo vực, không phải dùng người, vì vậy trước khi nhất kiếm vô lương lao đến, ngươi hoàn toàn có thể dùng kiếm biến vị trí của đối thủ thành vực. Diệp Huyên ngây ra, làm vậy được ư? Ngươi thử xem. Diệp Huyên gật đầu, bắt đầu hấp thu suối nguồn sinh mệnh. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Huyên đứng dậy, nhìn về phía chân trời. Chỉ sau một chớp mắt im lặng, chữ tù đỏ chói lại xuất hiện ở chân trời đen kịt kia. Hắn mở lòng bàn tay, kiếm thiên chu lập tức biến thành một tia kiếm quang bay vút ra ngoài. Xoẹt! Nó xé rách chân trời, phóng đến bên dưới chữ tù. Ầm! Chữ tù bỗng nhiên bốc cháy, không gian đen đặc kia cũng bị lan đến như tờ giấy con chìm trong ngọn lửa, trở thành cho bụi dưới mắt mọi người. Nếu lần đầu tiên chỉ là không gian bị chôn vùi, thì lần này chính là chôn vùi cả vật chất. Về phần Diệp Huyên, sau khi thi triển chiêu này thì cả người nhũn ra, suýt ngã lăn quay. Tốn sức quá nhiều. Liên Thiển lại rơi vào trầm tư. Một hồi sau, Diệp Huyên nhìn nàng ta, Liên Thiển cô nương thấy thế nào? Uy lực lớn vô cùng, nhưng... Nàng ta nói rồi nhìn hắn, đừng dùng huyết mạch nữa. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Nếu tiếp tục thì không gian ấy sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành như một cái hố đen. Không, hố đen còn có vật chất, mà huyết mạch chi lực của ngươi sẽ gây nên hậu quả không thể vãn hồi với nơi bị ngươi nhằm vào, mà ngay cả đạo tắc không gian cũng không thể sửa chữa. Nó sẽ thật sự bị xóa sổ khỏi tứ duy. Hơn nữa, cơ thể ngươi sẽ không tiếp chịu đựng được nếu tiếp tục dùng huyết mạch chi lực, ngay cả tòa tháp kia e rằng cũng khó. Dẫu sao thì nó vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Thật ra thì ngay sau khi thi triển một kiếm kia, hắn đã nhận ra rằng nếu tiếp tục sử dụng huyết mạch chi lực, uy lực của nó sẽ tăng lên rất nhiều lần, nhưng hắn cũng sẽ khó lòng chịu được.
thi triển toàn bộ tuyệt chiêu của mình cùng một lúc sẽ khiến cơ thể bị ảnh hưởng rất lớn. Liên Thiền lại nói, điều ngươi phải làm bây giờ là thành thạo nó, đặc biệt là kiếm vực. Hiện nay nó vẫn chỉ hình thành trên nền kiếm ý chứ chưa hoàn thiện, ngươi phải tiếp tục làm điều đó. Diệp Huyên, Liên Thiền cô nương đã nói sẽ giúp ta biến kiếm vực này thành một kiếm vực hoàn toàn mới. Nàng ta nhìn hắn, ngươi chỉ có nửa tháng thôi. Mục tiêu trước mắt là sống sót sau khoảng thời gian đó, hiểu chưa? Hắn gật đầu, ta hiểu rồi. Liên Thiền cũng gật, vậy tập luyện đi. Diệp Huyên làm theo. Trong những ngày sau đó, hắn liên tục khổ luyện. Qua nhiều lần luyện tập, tốc độ thi triển lục đạo chân ngôn và nhất kiếm vô lương của hắn càng nhanh hơn, uy lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Thật ra thì Diệp Huyên hắn còn một con bài tủ khác. Đó chính là kiếm chấn hồn. Sau khi hấp thu linh hồn của cường giả kiếm tông, chấn hồn đã hoàn toàn lột xác, cấp bậc không hề thua kém gì Thiên Chu. Trong lòng Diệp Huyên cũng có chút hiếu kỳ bởi sự khác biệt quá lớn của nó. Vẫn là kiếm linh tiểu hồn kia, nhưng lại mang đến cảm giác không giống trước kia. Ngoài ra vẫn còn một con bài cuối cùng, nhưng hắn không muốn sử dụng. Hắn biết nó có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng hắn không muốn hễ cứ gặp khó khăn là phải dùng cách ấy để giải quyết. Tiện thì có tiện, nhưng hắn sợ mình sẽ nghiện. Thứ mà con người sợ nhất chính là phụ thuộc và lười biếng. Với lại Diệp Huyên cũng hy vọng vào ngày tương phùng, hắn có thể trả nó nguyên vẹn lại cho nàng. Khoảng 10 ngày sau, Diệp Huyên đã càng lúc càng thành thạo. Hy Hoàng kia vẫn một mực đóng cửa, nghiên cứu đạo tắc không gian của hắn. Diệp Huyên biết nó như một phát hiện mới với ông ta muốn thông qua nó để hiểu biết không gian của vũ trụ ngũ duy. Mà điều Diệp Huyên vẫn làm trong khoảng thời gian này chính là không ngừng tìm hiểu kiếm vực, lục đạo chân ngôn và nhất kiếm vô lương. Về phần huyết mạch chi lực thì hắn không dám lắm, bởi chỉ cần đánh thức thôi đã điên rồi thì còn gì để tìm hiểu nữa. Ước chừng 3 ngày sau, Diệp Huyên đang nghiên cứu kiếm vực bỗng dừng lại. Hắn lấy đá truyền âm ra, không lâu sau đã nghe giọng Chu Tả phát ra từ nó, đại thế giới huyền hoàng xảy ra biến cố. Kiếm mộc kia đã xuất hiện ở Bắc Cảnh. Mau trở về. Đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên lập tức biến sắc. Sau đó, đôi mắt hắn hóa thành một biển máu đỏ tươi. Đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên không ngờ rằng, kiếm mộc này đã đi tới đại thế giới huyền hoàng. Đây rõ ràng là muốn lấy bằng hữu của hắn ở đại thế giới huyền hoàng ra để uy hiếp hắn. Diệp Huyên xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Hy Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Ông ta nhìn Diệp Huyên, cậu bạn nhỏ, đừng đi. Diệp Huyên không nói gì. Hy Hoàng khẽ nói, lão đang ép ngươi lộ diện đó. Hơn nữa, ta cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, rồi nói, nơi đó có muội muội ta, có bằng hữu của ta, có người ta yêu. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một tia kiếm quang phóng lên trời. Mà ngay khi hắn vừa rời khỏi ngôi nhà trúc, một luồng uy áp cuồn cuộn ngất trời đột nhiên bao phủ lấy hắn, hai mắt Diệp Huyên khẽ nheo lại, khi hắn định xuất chiêu, Hy Hoàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn thoáng nhìn về phía chân trời, khẽ nói, là Trúc Trưởng lão nhân. Hắn khẽ nhíu mày nói, Trúc Trưởng lão nhân, ông cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Ở nơi xa chân trời, một giọng nói truyền tới, nợ ân tình của kiếm mộc. Hy Hoàng cười nói, hóa ra là vậy, có điều... Cái giá phải trả cho ân tình này sẽ rất đắt đó. Nói đoạn, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ta cản lão lại cho. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Mà lúc này, Hy Hoàng đột nhiên bấm đốt ngón tay một chút, một luồng ánh sáng màu trắng đột nhiên bay vào trong cơ thể Diệp Huyên, chính là đạo tắc không gian kia. Sau khi Diệp Huyên biến mất, Hy Hoàng nhìn về phía Trúc Trượng lão nhân kia, xem ra lần này kiếm mộc đó nhất định phải giết hắn cho bằng được rồi. Ở phía xa, Trúc Trượng lão nhân nói, nếu là tông chủ kiếm tông, ngươi sẽ để hắn sống sao? Hy Hoàng cười nói, ngươi không cảm thấy mấy năm qua kiếm tông quá bành trướng rồi sao? Trúc Trượng lão nhân nói, bọn họ có thực lực bành trướng, không phải sao? Hy Hoàng gật đầu, đúng thật là có thực lực bành trướng. Có thể nói, kiếm tông quả thực là đại tông đứng đầu đương thời, cường giả của nội bộ kiếm tông, cho dù là lưỡng giới thiên cộng lại cũng không có cách nào đối kháng được.
Tông môn này, từ xưa truyền đến nay, nội tình thâm sâu thế nào, không ai biết được. Một lúc sau, Hy Hoàng lắc đầu, không nói nhiều, nếu như ngươi đến để ngăn cản ta, vậy thì đến chiến đi. Cũng để bổn hoàng xem thử Trúc Trượng lão nhân ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi. Ha ha! Dứt lời, ông ta trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu trắng xông lên trời. Chẳng mấy chốc, phía chân trời xa xăm kia, một cỗ thế áp vô hình cuồn cuộn đè xuống. Chỉ trong chốc lát, không gian này bắt đầu rung động dữ dội. Mà lúc này, Diệp Huyên đã tăng tốc độ của bản thân đến cực hạn. Mau chóng trở về Bắc Cảnh. Trên đường đi, sắc mặt Diệp Huyên u ám đến đáng sợ. Trong lưỡng giới thiên, một cô gái đang lẳng lặng nhìn đạo kiếm quang ở phía xa kia xoẹt qua chân trời. Người này chính là Viên Tiểu Đao. Ả ta đã biết kiếm mộc đến đại thế giới huyền hoàng. Kỳ thực, ả ta đã lường trước khả năng này. Bởi vì kiếm tông không thể để cho Diệp Huyên có thời gian phát triển, mà cách duy nhất có thể ép Diệp Huyên lộ diện và không có cách nào trốn chạy, là đến Bắc Cảnh, đem bằng hữu và muội muội của Diệp Huyên ra để uy hiếp, ép buộc hắn. Chỉ có như vậy, Diệp Huyên chỉ có thể lựa chọn đối mặt với kiếm tông. Mà hiện giờ, kiếm tông rõ ràng là muốn ép Diệp Huyên phải quyết chiến. Kiếm tông không muốn cho Diệp Huyên thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Ép Diệp Huyên quyết chiến. Mà ả ta cũng biết, chỗ dựa đằng sau Diệp Huyên cũng không hề đơn giản, nhưng, kiếm tông làm đệ nhất tông môn của vũ trụ tứ duy, bọn họ cũng đâu đơn giản chứ. Hơn nữa, nội tình sâu xa bên trong của kiếm tông là không thể tưởng tượng được. Ngoài ra, ả ta cũng lờ mờ cảm thấy, lần này không chỉ có mỗi mình kiếm tông. Một lúc sau, Viên Tiểu Đao xoay người rời đi. Bất luận thế nào, mọi chuyện đã phát triển thành cục diện không thể khống chế nữa rồi. Bắc Cảnh, đại thế giới huyền hoàng. Vào ngày này, một vị kiếm tu đã đến vùng trời Bắc Cảnh. Người đến, chính là Kiếm Mộc. Kiếm Mộc từ trên cao nhìn xuống Bắc Cảnh bên dưới, mặt không cảm xúc. Hiện đã đến bước này, lão đã không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi vì lão không muốn tiếp tục dây dưa với Diệp Huyên thêm nữa. Kiếm Mộc vừa xuất hiện, thì một người con gái cũng liền xuất hiện trước mặt lão, người đến chính là Kiều Thiên Nhi. Mà bên cạnh Kiều Thiên Nhi, là Quan Quân. Lúc này, vẻ mặt hai người bọn họ căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngay khi Kiếm Mộc này vừa xuất hiện, hai người bọn họ liền biết rằng, người đàn ông trước mặt này không phải là người mà bọn họ có thể địch lại được. Kiếm Mộc phớt lờ hai người bọn họ, lão nhìn xuống phía dưới, Diệp Liên, An Lan Tú, Mạc Tà, Tiểu Thất, Khương Cửu, Thượng Quan Tiên Nhi. Nói đến đây, lão đột nhiên lắc đầu, những người có liên quan đến Diệp Huyên, lập tức bước ra, ta không nhắc lại lần thứ hai. Lúc này, một đạo kiếm quang từ bên dưới phóng lên trời. Trong mắt Kiếm Mộc lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, lão cũng nhẹ nhàng chỉ tay một cái. Xoẹt! Đường kiếm quang kia trực tiếp nổ tung tóe, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Mà lúc này, một cô gái nhỏ cách đó không xa xuất hiện trước mặt Kiếm Mộc. Người đến chính là Tiểu Thất. Ngoài Tiểu Thất, còn có An Lan Tú, Mạc Tà cùng với Liên Vạn Lý. Có thể nói, trong sân lúc này, đều là những người biết đánh nhau nhất Bắc Cảnh hiện tại. Kiếm Mộc liếc nhìn đám người An Lan Tú, thật không ngờ các người cũng yêu nghiệt như vậy, không thể không nói, lão lúc này vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì khí tức của những người trẻ tuổi trước mắt này đều rất mạnh, cho dù là ở Kiếm Tông, bọn họ cũng vẫn là những người xuất chúng. Bắc Cảnh nhỏ bé vậy mà lại có nhiều yêu nghiệt như vậy. Tiểu Thất đột nhiên nói, các hạ chắc là vì Diệp Huyên mà đến, đúng chứ? Kiếm Mộc nhìn về phía Tiểu Thất phải. Mặt Tiểu Thất không cảm xúc, người không có cách nào tóm được hắn, vậy nên, đến nhắm vào bằng hữu và muội muội của hắn. Kiếm Mộc nhìn chằm chằm Tiểu Thất, đúng. Tiểu Thất khẽ cười, ngươi là kiếm tu, ngươi không cảm thấy như vậy là rất mất mặt sao? Lòng kiêu ngạo của cường giả đâu? Kiếm Mộc khẽ cười, lòng kiêu ngạo của cường giả. Tiểu cô nương, cô đang kể chuyện cười sao? Kiếm tông ta hiện giờ với Diệp Huyên hắn là chừng nào chưa chết thì sẽ không dừng tay, cô bảo ta cùng hắn giảng về lòng kiêu ngạo của cường giả. Nhân từ và lòng kiêu ngạo không dành cho kẻ địch, cô có hiểu không? Tiểu Thất khẽ gật đầu, hiểu. Dứt lời, nàng ta đột nhiên xuất kiếm. Đường kiếm rất nhanh, tựa như một tia chớp, trong chớp mắt đã đến trước mặt Kiếm Mộc.
Kiếm Mộc giơ tay lên chỉ một cái, đường kiếm kia của Tiểu Thất lập tức bị cắt ra, mà lúc này, Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện trước mặt Kiếm Mộc, một kiếm đâm về phía cuống họng của Kiếm Mộc. Nhát kiếm này bất kể là tốc độ hay thời cơ đều là nắm bắt cực kỳ tốt, nhưng đáng tiếc, người mà nàng ta phải đối mặt là Kiếm Mộc, đây là đương kim kiếm tu đỉnh cấp của vũ trụ tứ duy. Kiếm còn chưa chạm đến ấn đường của Kiếm Mộc, Tiểu Thất đã bị hất bay đi, trong khoảnh khắc Tiểu Thất bị hất bay ra kia, một cây trường thương từ đỉnh đầu của Kiếm Mộc đột nhiên cắm xuống như một tia chớp. Phía sau trường thương là An Lan Tú. Đầu của Kiếm Mộc không hề ngẩng lên, lòng bàn tay xòe ra, một thanh kiếm phóng lên trời. Ầm, cây trường thương kia rung lắc dữ dội, mà An Lan Tú người đang đứng phía sau cây trường thương, lập tức bị hất bay đi, nhưng chính vào khoảnh khắc nàng bị hất bay đi, nàng dồn sức giáng xuống một quyền. Đùng đoàng, quyền này tung ra, không gian xung quanh Kiếm Mộc ngay lập tức nổ tung, Kiếm Mộc đã lùi lại mấy bước, nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm quang trong chớp mắt đã đến ấn đường của An Lan Tú, đồng tử của An Lan Tú đột nhiên co lại, cơ thể buộc phải tránh đi, chỉ trong gang tấc đã tránh được nhát kiếm này, nhưng ngay sau đó, một thanh kiếm khác lại chém tới. An Lan Tú xoay người, một cánh tay đẫm máu trực tiếp bay đi. Cánh tay của An Lan Tú vẫn chưa hết, sức mạnh lớn mạnh kia trực tiếp đánh An Lan Tú bay đến phía dưới tường thành, nàng vừa bị đánh bay đến chỗ tường thành, ba đạo kiếm quang trực tiếp cắm lên trên cánh tay trái cùng hai chân nàng. Mà lúc này, Tiểu Thất đang định ra tay, có điều tốc độ của Kiếm Mộc vẫn nhanh hơn nàng ta, một đạo kiếm quang chém về phía nàng ta. Tiểu Thất rút kiếm chém một nhát, cầu bại. Xoẹt. Một đường kiếm quang vung theo hình nửa cung trăng xuất ra. Ầm. Một kiếm vung ra, Tiểu Thất đã lùi lại, trong chớp mắt mà nàng ta lùi chưa được mấy trượng, lại có một tia kiếm quang chém tới. Đồng tử của Tiểu Thất hơi co lại, hai tay nàng ta cầm kiếm chém về phía trước một nhát, phá càn khôn. Xoẹt. Một đạo kiếm quang màu trắng như tuyết bắn ra từ mũi kiếm của nàng. Ầm. Đạo kiếm quang màu trắng như tuyết này trong nháy mắt vỡ vụn, Tiểu Thất lại một lần nữa lùi lại. Mà chính vào khoảnh khắc kiếm quang màu trắng như tuyết kia của nàng ta vỡ vụn, lại có một đạo kiếm quang khác phá không mà chém tới. Lần này, Tiểu Thất chỉ có thể phòng thủ một cách bị động, nàng ta giơ ngang kiếm chặn lại. Ầm. Cùng với một tiếng nổ vang lên, Tiểu Thất trực tiếp từ trên không trung rơi mạnh xuống, cuối cùng đập mạnh vào bức tường thành kia, mà nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì bốn đạo kiếm quang đã trực tiếp cắm vào tứ chi. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý lớn mạnh trực tiếp bao phủ lấy nàng, khiến nàng không thể cử động được. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Kiều Thiên Nhi và Quan Quân đều trầm xuống. Thực lực của người trước mắt này, quá vô địch rồi. Vốn không phải là người mà bọn họ có thể đối kháng. Cảnh giới áp đảo, thực lực áp đảo, lực chiến đấu áp đảo. Mà bên này, Mạc Tà liếc nhìn Kiếm Mộc, ngay sau đó, một luồng khí tức to lớn từ trong người hắn ta cuồn cuộn phát ra, sau lưng hắn ta, xuất hiện một ảnh ảo của một ông già. Kiếm Mộc liếc nhìn ảnh ảo của ông già kia, mặt không chút cảm xúc nói, hồn của tiên tổ. Cho dù tiên tổ ngươi còn sống đương thời, ông ta cũng không đủ tư cách giao thủ với lão phu. Dứt lời, lão đột nhiên chém ra một kiếm chém ra này, một tia kiếm quang trực tiếp chém thẳng vào ảnh ảo phía sau Mạc Tà kia với tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được. Sau một lúc im lặng, ảnh ảo kia trực tiếp nổ tung, có điều lúc này, Mạc Tà lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Kiếm Mộc kia, hắn ta chắp hai tay lại, một luồng sức mạnh to lớn từ trong hai lòng bàn tay hắn ta tung ra, nhưng đáng tiếc, ngay khi luồng sức mạnh này vừa xuất hiện, một thanh kiếm liền chém đến. Xoẹt! Hai tay của Mạc Tà trực tiếp bị chặt đứt. Đồng thời cơ thể hắn ta đã xuất hiện ở trên tường thành, theo sau đó là bốn thanh kiếm phóng tới ghim chặt cơ thể hắn ta lên tường thành. Thất bại hoàn toàn. Không có ai là đối thủ của Kiếm Mộc này, bởi vì chênh lệch là quá quá lớn rồi. Thực lực của Kiếm Mộc này, có thể nói, ngoại trừ số ít mấy người ra, trong vũ trụ tứ duy này vốn không có người nào có thể giết chết lão. Kiếm Mộc lướt nhìn bốn phía, cuối cùng, lão nhìn xuống dưới, Diệp Liên. Trong số những tin tình báo mà lão có được, người mà Diệp Huyên quan tâm nhất là Diệp Liên, vì Diệp Liên, thậm chí ngay cả mạng sống của bản thân, Diệp Huyên cũng có thể không cần. Kiếm Mộc vừa dứt lời, bên dưới, một cô gái nhỏ bước ra, người đó chính là Diệp Liên.
Mà lúc này, Kiều Thiên Nhi đã xuất hiện trước mặt Diệp Liên, chính vào lúc nàng đang định nói thì Diệp Liên khẽ nói, Kiều tỷ tỷ. Kiều Thiên Nhi khẽ nói, muội sợ không? Diệp Liên lắc đầu, nói đoạn, cô bé chậm rãi nắm chặt tay lại. Kiều Thiên Nhi trầm trọng nói, đừng có làm chuyện ngu ngốc. Diệp Liên khẽ mỉm cười, không đâu. Nói đoạn, cô bé nhìn về phía kiếm mộc nào, kiếm tu, dùng ta để uy hiếp ca ta đi. Lời này đã vạch trần ý đồ của lão. Nghe vậy, sát ý trong mắt kiếm mộc kia lập tức trào dâng, nhãi con, vọng tưởng hủy kiếm đạo chi tâm của ta. Dứt lời, một đạo kiếm quang từ trên không bắn xuống, chém thẳng về phía Diệp Liên. Lời nói chọc trúng tim đen. Lời nói của Diệp Liên chắc chắn là rất tàn nhẫn. Kiếm tu sợ nhất cái gì? Chính là kiếm tâm bị dao động. Kiếm mộc có thể tu luyện tới hiện tại, kiếm tâm cũng vững chắc, đương nhiên là không thể nghi ngờ gì rồi. Nhưng kiếm tâm còn có một điều sợ nhất, đó chính là làm trái với bản tâm. Làm trái với bản tâm có nghĩa là kiếm đạo chi tâm sẽ bị dao động. Là kẻ thù của Diệp Huyên, đáng lẽ lão nên trực tiếp đi tìm Diệp Huyên, chứ không nên đi tìm muội muội của hắn. Loại hành động này trái với bản tâm của lão và lão đã từng khinh thường nó. Nhưng lão không còn sự lựa chọn nào khác. Không làm như vậy thì sao có thể bức ép Diệp Huyên ra được? Nếu cứ tiếp tục để cho Diệp Huyên mở rộng như vậy, sau này sẽ tạo thành một uy hiếp lớn đối với kiếm tông. Hơn nữa, kiếm tông nhất định phải lấy được chí bảo ngũ duy này. Đây là mong muốn của kiếm tông. Mà lúc này, lời nói của Diệp Liên trực tiếp khơi dậy sự nhục nhã của lão. Dùng một cô gái nhỏ để quay lại uy hiếp người khác. Theo lão, loại hành động này đã từng là hành động vô cùng trơ trẽn. Phải biết rằng, kiếm mộc lão cũng từng là kỳ tài ngút trời, có sự kiêu ngạo của chính lão, mà giờ đây lão lại đi làm cái chuyện này. Bất kể là có lý do gì đi chăng nữa, bất kể xuất phát điểm là gì, bản thân loại hành vi này rất đáng xấu hổ, nó không phải là điều mà một cường giả nên làm. Bởi vậy, khi Diệp Liên nói ra câu đó, lão biết kiếm tâm của mình đã lay động. Vì thế, lão trực tiếp nổi lên sát ý. Nếu là cường giả khác, bản tâm thiện ác đều chỉ quyết định chỉ trong một ý nghĩ, có thể chuyển đổi tùy ý. Nhưng kiếm tu không làm được, đừng nói đến kiếm mộc, cho dù là ra mặt Diệp Huyên dày cũng không làm ra loại chuyện trái với bản tâm và nguyên tắc như vậy. Kiếm tu, tu chính là tu tâm. Tâm càng mạnh mẽ, kiếm càng hùng mạnh. Nhưng lúc này, lời nói của Diệp Liên trực tiếp đâm thẳng khiến kiếm tâm của lão dao động. Trong không trung, một luồng kiếm quang bắn nhanh xuống, trực tiếp lao thẳng vào Diệp Liên. Diệp Liên nhìn kiếm quang chém xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nàng không chống cự, cũng không ra tay bởi nàng hiểu rõ nàng không đánh lại được lão già kiếm tu trước mặt. Diệp Liên chậm rãi nhắm hai mắt lại, từng cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trong đầu nàng. Khóe miệng Diệp Liên khẽ nhếch lên, ca, ta không thể làm gánh nặng của huynh nữa. Lời nói vừa dứt. Thanh kiếm trực tiếp đâm thẳng vào đầu nàng. Một cỗ kiếm ý vô hình tỏa mạnh ra quanh thân Diệp Liên. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người ở Bắc Cảnh đều ngây ra như phỗng. Xong rồi. Đây là ý nghĩ của mọi người. Không. Đúng lúc này, ở phía chân trời xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét giận dữ như dã thú. Là tiếng của Diệp Huyên. Mọi người nhìn về phía chân trời. Lúc này, kiếm quang đã dừng lại trước mặt Diệp Liên. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên ở trước mặt, thân thể nàng đã dần trở nên mờ ảo, màu sắc trong đôi mắt nàng cũng nhạt dần đi. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Huyên đến, tay phải nàng run run chậm rãi nhấc lên, muốn chạm vào Diệp Huyên, nhưng dù cố thế nào cũng không nâng nổi. Lúc này, Diệp Huyên ôm lấy tay Diệp Liên, trên mặt hắn sớm đã đầy nước mắt. Mà những giọt nước mắt này đỏ như máu. Giờ khắc này, máu trong cơ thể hắn bắt đầu rung động. Diệp Liên nắm chặt lấy tay Diệp Huyên, giọng nói run rẩy, ca, đừng, đừng tự trách. Lời nói của nàng dứt, hai mắt hoàn toàn nhắm lại. Thân thể nàng vẫn đang thay đổi giữa ảo và thực, nhưng hơi thở của nàng đã hoàn toàn biến mất. Không. Diệp Huyên bỗng ôm lấy Diệp Liên, ngẩng đầu gào thét, không. A a a a a. Phụt. Một cột máu từ cơ thể của Diệp Huyên đột nhiên phóng lên cao. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời Bắc Cảnh bị nhuộm thẫm màu đỏ máu. Trong sân, mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, hắn đang ôm Diệp Liên,
cả thân thể không ngừng run rẩy giống như đang sợ hãi đến cực điểm. Cùng lúc đó, quanh thân hắn xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ nhàn nhạt. Trong sân, Kiếm Mộc nhìn Diệp Huyên chằm chằm, trong lòng bàn tay lão lặng lẽ tụ lại một luồng kiếm quang. Sau khi im lặng một lát, Kiếm Mộc ở trên không cách xa Diệp Huyên quát, phá. Âm thanh rơi xuống, tia kiếm quang lập tức xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu Diệp Huyên. Một kiếm này không chỉ hành động bất ngờ, mà còn vô cùng mạnh mẽ. Một kiếm này, Kiếm Mộc không hề nương tay. Chính là muốn một kích giết chết Diệp Huyên. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người lại. Trong phút chốc, cả người Diệp Huyên trực tiếp biến thành một huyết nhân. Huyết mạch bắt đầu được khởi động. Chân phải Diệp Huyên đột nhiên dậm mạnh xuống đất. Bụp! Luồng sáng đỏ lên phóng lên cao, trực tiếp va chạm với kiếm quang ở phía trên. Oang! Kiếm quang kia trực tiếp bị luồng sáng màu máu ép dừng lại. Chứng kiến một màn này, sắc mặt Kiếm Mộc trên không trung lập tức biến đổi, người mang huyết mạch gì trong người. Giờ phút này, chắc chắn trong lòng Kiếm Mộc vô cùng khiếp sợ, lão chưa bao giờ gặp qua huyết mạch mạnh như vậy. Quái dị! Sát ý trong mắt Kiếm Mộc càng nồng đậm, trình độ quái dị này của Diệp Huyên đã vượt ngoài dự liệu của lão. Loại người này nếu tiếp tục phát triển hơn nữa, lão có ngủ cũng không được yên. Phía bên dưới, Diệp Huyên một mực nhìn chằm chằm Kiếm Mộc, trong mắt lão giống như một biển máu, cực kỳ giận người. Giờ khắc này, lý trí của hắn đã chậm rãi biến mất. Trong không trung, tay phải Kiếm Mộc nhẹ nhàng đè xuống, kiếm quang bên dưới run lên kịch liệt. Sau đó nó trực tiếp chém vỡ luồng sáng của Diệp Huyên, xuyên thủng không khí mà lao tới, chém thẳng về phía Diệp Huyên. Phía dưới, Diệp Huyên bỗng gào lên giận dữ, kiếm thiên chu trong tay hắn trực tiếp hóa thành kiếm quang màu đỏ phóng lên cao. Luồng kiếm quang này trực tiếp chém vỡ kiếm quang của Kiếm Mộc kia, chân phải Diệp Huyên lại dẫm mạnh một cái, cả người biến thành một tia kiếm quang đỏ như máu bắn thẳng vào trong không trung. Ánh sáng đỏ đi tới đâu? Không gian sụp đổ tới đó. Sức mạnh của huyết mạch lại có thêm kiếm thiên chu, uy lực kia quả thật quá khủng bố. Trong không trung, Kiếm Mộc híp hai mắt lại, lão phu muốn nhìn xem Diệp Huyên ngươi có thể khiêu chiến bao nhiêu cấp bậc của lão phu. Lời nói vừa dứt, lão cầm kiếm đâm thẳng xuống một cách tàn độc. Cứng rắn. Đối mặt với Diệp Huyên, lão tất nhiên sẽ không lùi bước, dù sao thì cảnh giới của lão cũng cao hơn Diệp Huyên vài cấp. Về mặt thực lực, lão có sự tự tin tuyệt đối. Trên không trung, hai kiếm quang va chạm trực diện. Choang! Một đạo kiếm khí kiếm quang đột nhiên bùng nổ giữa không trung, Diệp Huyên nhanh chóng đáp đất. Còn về phần Kiếm Mộc kia vẫn sừng sững giữa không trung, chưa hề lui đến nửa bước. Trong không trung, Kiếm Mộc đang định nói chuyện thì đột nhiên, đôi đồng tử của lão hơi co lại, ngươi, hơi thở này của ngươi, sao lại có thể? Lúc này, lão mới kinh hãi phát hiện khí tức của Diệp Huyên lại càng ngày càng mạnh, hơn nữa, tốc độ này có chút không hợp lý. Phía dưới, ngũ quan của Diệp Huyên bắt đầu vặn vẹo, thân thể hắn giống như đang chịu đựng một nỗi thống khổ to lớn nào đó. Muội muội, giờ phút này, hắn đã dần mất đi lý trí, trong đầu chỉ hiện có hai chữ này. Muội muội, nhưng người này đã chết rồi. Diệp Huyên đột ngột tát mạnh lên mặt mình. Cái tát này khiến gương mặt sưng húp lên, không những vậy hắn còn túm mạnh lấy tóc mình vào nát, sau đó trực tiếp kéo mạnh ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kiếm Mộc trên không trung nhíu mày, cái quái gì thế? Lão phát hiện, Diệp Huyên hiện tại có vẻ đã không còn lý trí, nhưng hơi thở trên người Diệp Huyên cũng trở nên cường đại hơn, hơn nữa vẫn đang điên cuồng tăng lên với tốc độ kinh người. Càng mất lý trí càng mạnh. Không nghĩ nhiều nữa. Kiếm Mộc đang định tiếp tục ra tay thì ngay giây phút ấy, phía bên dưới, Diệp Huyên bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía lão. Ngay sau đó lão có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lão còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Huyên phía bên dưới bỗng thét lên giận dữ tù. Âm thanh rơi xuống. Bùm! Trên đỉnh đầu Kiếm Mộc đột nhiên xuất hiện một chữ tù đỏ như máu. Trong chớp mắt khi chữ tù đỏ như máu xuất hiện, sắc mặt Kiếm Mộc lập tức đại biến. Lão vừa mới xuất kiếm thì đã bị một sức mạnh thần bí đã trực tiếp khóa lão lại. Giờ phút này, lão không thể nhúc nhích được nữa. Trong lòng Kiếm Mộc hoảng hốt, lão gầm lên, một tia kiếm ý mạnh mẽ lao ra từ trong cơ thể. Trong phút chốc, chữ tù đỏ như máu cũng mở dần.
Diệp Huyên ở bên dưới lại đột nhiên xuất kiếm vào ngay khoảnh khắc ấy. Nhất kiếm vô lượng. Khi một kiếm này được chém ra, đồng tử của kiếm mộc chợt co rụt lại, lão sợ gần chết vì đã phát hiện uy lực lớn mạnh của kiếm này. Cảnh giới vô thị. Khi đòn này tới trước mặt kiếm mộc, kiếm ý mạnh mẽ trên người lão trực tiếp biến thành một tấm thuẫn để che chắn cho chủ nhân, mà cũng theo đó, một loại kết giới bí ẩn bao trùm toàn thân kiếm mộc. Kiếm vực. Dùng kiếm tạo thành vực. Tuy nó vẫn chưa hoàn thiện, nhưng hiện giờ, chính kiếm vực chưa hoàn thiện này lại có thể tạo ra một đòn chí mạng cho lão. Kiếm đến. Vụt. Kiếm thiên chu lập tức xuyên thủng kiếm ý của kiếm mộc rồi đâm thẳng vào ngực lão. Phụt. Một dòng máu tươi bắn ra từ ngực của kiếm mộc. Mọi người trong sân đều ngẩn người. Diệp Huyên giết kiếm mộc. Giờ đây, kiếm mộc kia cũng có chút khó tin. Lão biết rõ giữa Diệp Huyên và mình chênh lệch lớn bao nhiêu, phần chênh lệch cảnh giới kia tuyệt đối không phải thứ mà ngoại vật có thể bù đắp. Nhưng sự thật là Diệp Huyên đã đâm trúng lão bằng một kiếm. Không suy nghĩ nhiều, tay phải của kiếm mộc đè xuống, lại có một luồng kiếm ý cường đại trực tiếp bao phủ lấy lão. Bởi vì sau khi lão bị kiếm thiên chu của Diệp Huyên đâm xuyên qua ngực, thân thể đã bắt đầu trở nên mờ ảo. Thân thể sắp bị phá hủy nên lão vội vàng sử dụng kiếm ý để trấn áp, hy vọng có thể bảo vệ cơ thể xác thịt này. Nhưng cho dù là kiếm ý thì cũng không thể bảo vệ được thân thể lão, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cơ thể dần tan biến. Trong thời gian ngắn, thân xác kiếm mộc đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại linh hồn. Mà đúng lúc này, phía bên dưới, trong tay Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm chấn hồn. Nhìn thấy thanh kiếm này, trong lòng kiếm mộc chợt hoảng hốt, không chút do dự, lão xoay người, trực tiếp hóa thành một tia sáng đen biến mất ở phía cuối chân trời, tốc độ vô cùng nhanh. Phía bên dưới, Diệp Huyên dừng lại. Hắn cũng không đuổi theo vì không đuổi kịp. Với loại cường giả như kiếm mộc này, nếu không chiến đấu, ít nhất phải cần 3 đến 5 tên cường giả cùng cấp mới có thể giữ lại lão. Phía bên dưới, sau khi Diệp Huyên hơi ngẩn người rồi đột nhiên xoay người đi đến trước mặt Diệp Liên. Lúc này Diệp Liên đã không còn chút hơi thở. Diệp Huyên cõng Diệp Liên trên lưng, dùng một sợi dây buộc chặt lấy nàng, sau đó hắn đi về phía đằng xa. Mục tiêu, kiếm tông. Trong đầu Diệp Huyên bây giờ chỉ còn lại một ý niệm. Báo thù. Tuy hắn đã mất đi lý trí, nhưng suy nghĩ trả thù vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí. Hiện tại hắn không còn tha thiết gì nữa, ngoại trừ việc trả thù. Vào thời khắc muội muội chết, hắn đã không còn muốn làm bất cứ điều gì nữa. Không có gì đáng để suy nghĩ cả. Mà hắn cũng không muốn sống nữa. Đương nhiên trước khi chết hắn còn phải làm một chuyện. Trả thù. Đúng lúc này đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người tới chính là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, ánh mắt cầu xin, đừng đi. Diệp Huyên dừng lại trong chốc lát, ngay sau đó hóa thành một luồng kiếm quang màu đỏ biến mất ở phía cuối chân trời. Thấy vậy Khương Cửu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng ấy biết Diệp Huyên lần này một đi là không nghĩ sẽ trở về. Vào giây phút Diệp Liên chết, hắn cũng đã không định sống nữa. Một lát sau, khóe mắt Khương Cửu đột nhiên chảy ra hai hàng chất lỏng trong suốt, giọng nói khẽ run, ngươi không chỉ có muội muội. Sau khi Diệp Huyên rời đi, trong sân còn lại một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn ra được thiếu niên kia không định trở lại. Diệp Huyên. Đối với đại thế giới huyền hoàng, cái tên này có thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đúng lúc này, An Lan Tú cách đó không xa đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng phóng lên cao đuổi theo Diệp Huyên. Phía sau An Lan Tú là Liên Vạn Lý còn có Mạc Tà. Trong không trung, sau khi Kiều Thiên Nhi im lặng một lát, nàng ta trực tiếp chắn trước mặt ba người An Lan Tú. An Lan Tú nhìn Kiều Thiên Nhi, tránh ra. Kiều Thiên Nhi lắc đầu, ba người là đi hỗ trợ hay là đi chịu chết? Nếu là đi chịu chết ta tuyệt đối không ngăn cản các ngươi, nhưng nếu là đi hỗ trợ vậy các người tốt nhất đừng đi. Liên Vạn Lý đứng một bên hỏi, tại sao? Kiều Thiên Nhi nhẹ giọng nói, các người không thấy thực lực của hắn sao? Sau khi hắn khởi động huyết mạch kia, hắn trực tiếp chém nát thân thể của lão già vừa rồi. Thực lực của lão già kia tuyệt đối là loại cao nhất trong vũ trụ tứ duy này. Nói cách khác hắn đi báo thù chưa chắc không có phần thắng. Ba người trầm mặc. Kiều Thiên Nhi lại nói,
Hơn nữa đừng quên phía sau hắn còn có người. Nếu như ba người các người đi, thứ lỗi cho ta nói thẳng, hiện tại các ngươi so với trạng thái nổi điên của hắn còn kém nhiều lắm. Các người đi không chỉ không thể hỗ trợ ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Lúc này tiểu thất ở một bên đi tới bỗng nói, chúng ta nên làm thế nào đây, cứ như vậy chờ à? Kiều Thiên Nhi thấp giọng nói, chờ. Đây là việc duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ. Nói xong nàng ta liếc mắt nhìn ba người vẻ mặt phức tạp, ta biết các người trọng tình nghĩa nhưng đây là lựa chọn tốt nhất, trước mắt chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. An Lan Tú nhẹ giọng nói, cho dù hắn thắng thì cũng sẽ không chọn tiếp tục sống đâu. Nghe vậy mọi người trong sân đều im lặng. Tất cả mọi người đều biết Diệp Huyên và Diệp Liên từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, huynh muội tình thâm. Hiện giờ Diệp Liên bị giết đối với Diệp Huyên mà nói chắc chắn là một đả kích chí mạng. Trong thế giới của Diệp Huyên muội muội là quan trọng nhất. Kiều Thiên Nhi khẽ thở dài, chờ, chờ kỳ tích. Lưỡng giới thiên. Sự việc ở Bắc Cảnh đã truyền tới lưỡng giới thiên rất nhanh. Sở dĩ truyền đi nhanh như vậy thật ra là do người của lưỡng giới thiên vẫn luôn chú ý tới Diệp Huyên. Ở một nơi nào đó phía trên đám mây, Trần Các Lão thu hồi trục cuốn trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hay cho một Diệp Huyên, vậy mà một kiếm đã chém rơi thân thể của Kiếm Mộc, thật sự là làm người ta khó tin. Nói đến đây, bên trong ánh mắt của ông ta hiện lên một tia kiêng dè. Ông ta biết rõ thực lực của Kiếm Mộc vượt trội hơn nhiều so với ông ta. Vậy mà Diệp Huyên một kiếm chém rơi thân thể của Kiếm Mộc. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tuy cảnh giới của Diệp Huyên chỉ là tạo cực, thế nhưng chiến lược đã đạt tới đỉnh cao của vũ trụ tứ duy. Hiện tại mới là tạo cực, nếu để hắn đạt tới phá mệnh hoặc là cầu đạo cảnh, vậy thì thật sự kinh khủng. Thật không dám tưởng tượng. Trần Thời Nhất ở trước mặt Trần Các Lão khẽ nói, Các Lão. Hiện tại Diệp Huyên đã tỏ rõ là muốn sống chết với Kiếm Tông, vậy chúng ta có ra tay không? Trần Các Lão lắc đầu, chúng ta ra tay làm gì? Để cho bọn họ hợp lại lưỡng bại câu thương không tốt sao? Trần Thời Nhất muốn nói gì lại thôi? Trần Các Lão nhìn qua Trần Thời Nhất, người phải hiểu là, giữa chúng ta và Diệp Huyên chính là quan hệ lợi ích. Bởi vì chí bảo kia cũng có thể ở trên người hắn. Mà bây giờ hắn liều chết với Kiếm Tông. Cho dù là ai thắng đối với chúng ta đều là tốt. Trần Thời Nhất khẽ gật đầu, ta hiểu. Trần Các Lão nhẹ giọng nói, chính là để chúng ta nhìn xem lúc này Diệp Huyên đi đến Kiếm Tông báo thù, đây là lấy trứng chọi đá hay là muốn trực tiếp lật đổ Kiếm Tông. Trần Thời Nhất lắc đầu, khó. Thực lực của Kiếm Tông và sự tình bên trong cho dù là lưỡng giới thiên cũng không biết. Chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Dù sao kia cũng là tông môn mạnh nhất vũ trụ tứ duy. Bên trong cánh cửa này còn che giấu ít kiếm tu cường đại hay sao? Còn Diệp Huyên, tuy phía sau còn có người nhưng người đứng sau hắn thật sự có thể ngăn chặn Kiếm Tông sao? Có thể hay không? Bọn họ cũng không biết bởi vì Diệp Huyên cũng không đơn giản. Tóm lại đối với lưỡng giới thiên thì đây là một chuyện tốt. Bất kể là Diệp Huyên thắng hay Kiếm Tông thắng, cuối cùng cũng không có hại cho lưỡng giới thiên. Trong đầu Diệp Huyên bây giờ chỉ còn lại một ý niệm. Báo thù. Tuy hắn đã mất đi lý trí, nhưng suy nghĩ trả thù vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí. Hiện tại hắn không còn tha thiết gì nữa, ngoại trừ việc trả thù. Vào thời khắc muội muội chết, hắn đã không còn muốn làm bất cứ điều gì nữa. Không có gì đáng để suy nghĩ cả. Mà hắn cũng không muốn sống nữa. Đương nhiên trước khi chết hắn còn phải làm một chuyện. Trả thù. Đúng lúc này đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người tới chính là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, ánh mắt cầu xin, đừng đi. Diệp Huyên dừng lại trong chốc lát, ngay sau đó hóa thành một luồng kiếm quang màu đỏ biến mất ở phía cuối chân trời. Thấy vậy Khương Cửu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng ấy biết Diệp Huyên lần này một đi là không nghĩ sẽ trở về. Vào giây phút Diệp Liên chết. Hắn cũng đã không định sống nữa. Một lát sau, khóe mắt Khương Cửu đột nhiên chảy ra hai hàng chất lỏng trong suốt, giọng nói khẽ run, ngươi không chỉ có muội muội. Sau khi Diệp Huyên rời đi, trong sân còn lại một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn ra được thiếu niên kia không định trở lại. Diệp Huyên, đối với đại thế giới huyền hoàng, cái tên này có thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đúng lúc này,
An Lan Tú cách đó không xa đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng phóng lên cao đuổi theo Diệp Huyên. Phía sau An Lan Tú là Liên Vạn Lý còn có Mạc Tà. Trong không trung, sau khi Kiều Thiên Nhi im lặng một lát, nàng ta trực tiếp chắn trước mặt ba người An Lan Tú. An Lan Tú nhìn Kiều Thiên Nhi, tránh ra. Kiều Thiên Nhi lắc đầu, ba người là đi hỗ trợ hay là đi chịu chết? Nếu là đi chịu chết ta tuyệt đối không ngăn cản các ngươi, nhưng nếu là đi hỗ trợ vậy các người tốt nhất đừng đi. Liên Vạn Lý đứng một bên hỏi, tại sao? Kiều Thiên Nhi nhẹ giọng nói, các người không thấy thực lực của hắn sao? Sau khi hắn khởi động huyết mạch kia, hắn trực tiếp chém nát thân thể của lão già vừa rồi. Thực lực của lão già kia tuyệt đối là loại cao nhất trong vũ trụ tứ duy này. Nói cách khác hắn đi báo thù chưa chắc không có phần thắng. Ba người trầm mặc. Kiều Thiên Nhi lại nói, hơn nữa đừng quên phía sau hắn còn có người. Nếu như ba người các người đi, thứ lỗi cho ta nói thẳng, hiện tại các ngươi so với trạng thái nổi điên của hắn còn kém nhiều lắm. Các người đi không chỉ không thể hỗ trợ ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Lúc này Tiểu Thất ở một bên đi tới bỗng nói, chúng ta nên làm thế nào đây, cứ như vậy chờ à? Kiều Thiên Nhi thấp giọng nói, chờ. Đây là việc duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ. Nói xong nàng ta liếc mắt nhìn ba người vẻ mặt phức tạp, ta biết các người trọng tình nghĩa nhưng đây là lựa chọn tốt nhất, trước mắt chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. An Lan Tú nhẹ giọng nói, cho dù hắn thắng thì cũng sẽ không chọn tiếp tục sống đâu. Nghe vậy mọi người trong sân đều im lặng. Tất cả mọi người đều biết Diệp Huyên và Diệp Liên từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, huynh muội tình thâm. Hiện giờ Diệp Liên bị giết đối với Diệp Huyên mà nói chắc chắn là một đả kích chí mạng. Trong thế giới của Diệp Huyên muội muội là quan trọng nhất. Kiều Thiên Nhi khẽ thở dài, chờ, chờ kỳ tích. Lưỡng giới thiên. Sự việc ở Bắc Cảnh đã truyền tới lưỡng giới thiên rất nhanh. Sở dĩ truyền đi nhanh như vậy thật ra là do người của lưỡng giới thiên vẫn luôn chú ý tới Diệp Huyên. Ở một nơi nào đó phía trên đám mây, Trần Các Lão thu hồi trục cuốn trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hay cho một Diệp Huyên, vậy mà một kiếm đã chém rơi thân thể của Kiếm Mộc, thật sự là làm người ta khó tin. Nói đến đây, bên trong ánh mắt của ông ta hiện lên một tia kiêng dè. Ông ta biết rõ thực lực của Kiếm Mộc vượt trội hơn nhiều so với ông ta. Vậy mà Diệp Huyên một kiếm chém rơi thân thể của Kiếm Mộc. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tuy cảnh giới của Diệp Huyên chỉ là tạo cực, thế nhưng chiến lược đã đạt tới đỉnh cao của vũ trụ tứ duy. Hiện tại mới là tạo cực, nếu để hắn đạt tới phá mệnh hoặc là cầu đạo cảnh, vậy thì thật sự kinh khủng. Thật không dám tưởng tượng. Trần Thời Nhất ở trước mặt Trần Các Lão khẽ nói, Các Lão. Hiện tại Diệp Huyên đã tỏ rõ là muốn sống chết với Kiếm Tông, vậy chúng ta có ra tay không? Trần Các Lão lắc đầu, chúng ta ra tay làm gì? Để cho bọn họ hợp lại lưỡng bại câu thương không tốt sao? Trần Thời Nhất muốn nói gì lại thôi? Trần Các Lão nhìn qua Trần Thời Nhất, người phải hiểu là, giữa chúng ta và Diệp Huyên chính là quan hệ lợi ích. Bởi vì chí bảo kia cũng có thể ở trên người hắn. Mà bây giờ hắn liều chết với Kiếm Tông. Cho dù là ai thắng đối với chúng ta đều là tốt. Trần Thời Nhất khẽ gật đầu, ta hiểu. Trần Các Lão nhẹ giọng nói, chính là để chúng ta nhìn xem lúc này Diệp Huyên đi đến Kiếm Tông báo thù, đây là lấy trứng chọi đá hay là muốn trực tiếp lật đổ Kiếm Tông. Trần Thời Nhất lắc đầu, khó. Thực lực của Kiếm Tông và sự tình bên trong cho dù là lưỡng giới thiên cũng không biết. Chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Dù sao kia cũng là tông môn mạnh nhất vũ trụ tứ duy. Bên trong cánh cửa này còn che giấu ít kiếm tu cường đại hay sao? Còn Diệp Huyên, tuy phía sau còn có người nhưng người đứng sau hắn thật sự có thể ngăn chặn Kiếm Tông sao? Có thể hay không? Bọn họ cũng không biết bởi vì Diệp Huyên cũng không đơn giản. Tóm lại đối với lưỡng giới thiên thì đây là một chuyện tốt. Bất kể là Diệp Huyên thắng hay Kiếm Tông thắng, cuối cùng cũng không có hại cho lưỡng giới thiên. Diệp Huyên lẳng lặng đứng trước kết giới của kiếm giới, ánh mắt hắn như vùng biển máu, không hề có tinh thần. Thoạt nhìn cả người hắn giống như xác khô đã mất đi linh hồn vậy. Ngay lúc này, từ trong kết giới kiếm giới kia đột nhiên bay ra một thanh phi kiếm, chém thẳng về phía Diệp Huyên. Nhanh như sấm chớp, mà thanh kiếm này khi cách ấn đường Diệp Huyên khoảng nửa tấc thì lại dừng lại. Bởi vì tay trái Diệp Huyên đã giữ lấy nó.
Yên tĩnh trong thoáng chốc, tay trái Diệp Huyên siết chặt, phi kiếm kia lập tức nứt toạc thành một luồng huyết quang, sau đó biến mất không còn dấu vết. Diệp Huyên chậm rãi bước đến phía trước kết giới kiếm giới kia, hắn cầm kiếm Thiên Chu trong tay chém mạnh xuống. Ầm, toàn bộ kết giới rung mạnh, sau đó nứt ra. Diệp Huyên lại chém xuống. Ầm, kết giới lập tức nứt vỡ thành hình mạng nhện. Diệp Huyên lại chém lần nữa. Ầm ầm, toàn bộ kết giới nứt toạc mạnh mẽ, mà khoảnh khắc khi kết giới nứt toạc, hàng loạt kiếm quang như tia chớp chém thẳng về phía hắn. Diệp Huyên chặn ngang kiếm, một luồng huyết quang chấn động tuôn ra từ trong kiếm Thiên Chu. Ầm, luồng kiếm quang kia lập tức bị tia kiếm quang ấy đánh vỡ. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, cả gan dám phạm vào kiếm tông ta, ngươi. Ngay lúc đó, đột nhiên Diệp Huyên lại biến mất. Bù, một luồng huyết quang chợt lóe lên từ trong sân, kiếm tu trung niên kia vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đầu đã lập tức bay ra ngoài, máu tươi tuôn ra như suối, Diệp Huyên lập tức hấp thụ. Diệp Huyên cõng theo muội muội tiếp tục đi về phía trước, mà lúc này, không hề có kiếm tu đến cản hắn. Bởi vì bọn họ đã phát hiện, kiếm tu bình thường đến cản Diệp Huyên thì chắc chắn là tự tìm đường chết. Ngay lúc ấy, chân trời phía xa đột nhiên vang lên tiếng kiếm, ngay sau đó, đột nhiên chân trời xuất hiện kiếm khí dày đặc. Kiếm trận. Đối diện với Diệp Huyên, kiếm tông trực tiếp sử dụng kiếm trận, rõ ràng là không muốn tổn thất nhân lực. Đương nhiên Mục Thanh Phong không ngốc, Diệp Huyên có thể chém nát cả thân xác kiếm mộc, thì một kiếm tu bình thường có thể đối phó được sao? Vì vậy, ông ta trực tiếp sử dụng kiếm trận của kiếm tông. Mà kiếm trận này, cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Hàng loạt kiếm khí như mưa bão bắn về phía Diệp Huyên, chỉ là uy lực đó đã đè ép khiến người ta khó mà thở được. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn kiếm khí ngập trời. Hắn lựa chọn không ra tay mà để mặc những kiếm khí kia chém vào người hắn, những cao thủ kiếm tông cũng ngây người. Bởi vì những kiếm khí kia đã bị Diệp Huyên trực tiếp hấp thụ. Toàn bộ hàng vạn kiếm đều bị hấp thụ hết. Nhìn thấy vậy, ánh mắt Mục Thanh Phong kia cũng vô cùng khó tin, sao có thể? Vẻ mặt mọi người trong sân cũng vô cùng khó tin. Hấp thụ kiếm khí. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyên mở bừng mắt. Hai luồng kiếm quang đỏ như máu từ trong mắt hắn bắn ra, ở phía đối diện hắn cách cả nghìn trượng, đầu của một cao thủ kiếm tông lập tức đã bị chém đứt. Máu tanh bắn tung tóe. Trong sân, mọi người đều kinh sợ. Diệp Huyên này lại trực tiếp miểu sát. Hắn bất chợt biến mất. Bù! Trong sân, một vùng kiếm quang đỏ như máu bay đi, không gian lập tức bị chôn vùi từng tấc một, cùng lúc đó. Một luồng sát khí u ám từ chân trời điên cuồng lan rộng ra xung quanh. Diệp Huyên lúc này giống như một sát thần giáng trần. Mục Thanh Phong nhìn Diệp Huyên chằm chằm, lúc này, hắn đã có phần tin vào lời của kiếm mộc rồi. Thực lực lúc này của Diệp Huyên, thật sự rất kinh khủng. Diệp Huyên càng lúc càng lại gần, đột nhiên Mục Thanh Phong lại nói thất kiếm. Hắn vừa dứt lời, bảy luồng kiếm quang bỗng chốc đã bay ra từ trên người Mục Thanh Phong. Ngay sau đó, bảy luồng kiếm quang đan xen khắp nơi, hình thành một trận kiếm trận trực tiếp bao trùm lấy Diệp Huyên. Thất kiếm. Đây là bảy vị trưởng lão của kiếm tông, mà trong bảy người này, thực lực thấp nhất cũng là phá mệnh cảnh, bảy người vẫn luôn nghiên cứu kiếm trận, bảy người liên thủ hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết cao thủ cầu đạo cảnh. Sau khi nhìn thấy thực lực của Diệp Huyên, đương nhiên Mục Thanh Phong sẽ không xem nhẹ Diệp Huyên, vì vậy trực tiếp cử ra bảy vị trưởng lão của kiếm tông. Hơn nữa, ông ta cũng để cho bảy người này sử dụng kiếm trận của bọn họ. Thời khắc khi kiếm trận kia xuất hiện, không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức bị vỡ nứt, không gian bị vỡ nứt đó lập tức bị chôn vùi, biến mất vĩnh viễn. Tất cả đều đang nhìn vào vùng không gian đó. Diệp Huyên bị giết chết rồi sao? Nhưng ngay lúc này, Diệp Huyên lại đi ra. Thấy vậy, tất cả cao thủ kiếm tông lập tức hóa đá, bởi vì thời khắc Diệp Huyên bước ra kia. Hắn đã trực tiếp hấp thụ kiếm trận đó rồi. Hấp thụ rồi. Mục Thanh Phong nhìn Diệp Huyên gay gắt, hai tay siết chặt, trong lòng vô cùng kinh sợ. Cái này cũng có thể hấp thụ. Kiếm trận cũng có thể hấp thụ sao? Đánh lại thế nào? Mà bảy kiếm tu kia lúc này cũng ngơ ngác, trận pháp kiếm khí của bảy người bọn họ tạo thành vậy mà lại bị Diệp Huyên trước mặt hấp thụ rồi. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên biến mất, bảy người kia biến sắc.
Cùng lúc đó, giọng nói của Mục Thanh Phong đột nhiên vang lên trong sân, cẩn thận. Đương nhiên bảy người không dám sơ suất, khoảnh khắc khi Diệp Huyên xông đến, đột nhiên bảy người đồng thời ném mạnh kiếm trong tay ra, bảy thanh kiếm lập tức hóa thành bảy luồng kiếm quang cùng với bảy góc độ khác nhau chém về phía Diệp Huyên. Thế nhưng, khi đối diện với bảy thanh kiếm mạnh mẽ này, Diệp Huyên lại không hề tránh né cũng không phản kháng, mà để mặc bảy thanh kiếm đó chém vào người mình, sau đó tất cả mọi người đều ngây người. Bởi vì bảy thanh kiếm kia lại bị Diệp Huyên trực tiếp hấp thụ rồi. Thấy vậy, bảy kiếm tu kia cũng hoàn toàn ngây người. Lại hấp thụ rồi. Đây là chuyện gì vậy chứ? Bảy người ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt đều vô cùng khó tin. Mục Thanh Phong kia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, lúc này, ông ta cũng đã hiểu rồi. Kiếm và kiếm khí này, Diệp Huyên đều có thể hấp thụ được. Nhưng vấn đề là, tại sao Diệp Huyên này lại có thể làm được việc đó? Ông ta nghĩ mãi cũng không hiểu được. Mà cứ tiếp tục như vậy thì kiếm tông này ai có thể khống chế được Diệp Huyên? Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên lại biến mất, lần này, tốc độ của Diệp Huyên vô cùng nhanh, sắc mặt bảy kiếm tu kia thay đổi hẳn. Một kiếm tu dẫn đầu lập tức chém một kiếm xuống, một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ trong kiếm của ông ta tỏa ra, thế nhưng Diệp Huyên cũng không hề chặn lại mà để mặc kiếm đó chém vào người mình, cũng giống như lúc trước, kiếm khí này lập tức bị hắn hấp thụ. Thấy vậy, sắc mặt kiếm tu xuất kiếm kia lập tức thay đổi, lúc này ông ta biết mình xong rồi. Như ông ta nghĩ, một luồng kiếm quang đỏ như máu chém qua yết hầu ông ta, đầu ông ta lập tức bay ra, thế nhưng ngay lúc đầu ông ta bay ra thì linh hồn lập tức thoát khỏi thân xác, giống như muốn chạy trốn, mà lúc này, một luồng sức mạnh thần bí chợt bao phủ lấy ông ta, ngay sau đó, linh hồn ông ta lập tức bị một thanh kiếm chiếm lấy. Kiếm chấn hồn. Tiếp đó, ông ta xem như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi. Sau khi chém giết kiếm tu kia, Diệp Huyên lập tức xông về phía 6 người còn lại. Nhìn thấy Diệp Huyên xông đến, sắc mặt 6 người đó chợt thay đổi, bọn họ căn bản không dám xuất kiếm, bởi vì kiếm của bọn họ vốn dĩ không hề có tác dụng với Diệp Huyên. Căn bản là không đánh được. Lúc này, đột nhiên Mục Thanh Phong lên tiếng, rút. Nghe thấy lời của Mục Thanh Phong, 6 người như rũ bỏ được trách nhiệm, lập tức quay người chạy đi, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Trong chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Mục Thanh Phong lại nói, tất cả mọi người rút về giới phong, không có lệnh của ta không ai được phép ra tay. Nghe thấy lời của Mục Thanh Phong, các cao thủ kiếm tông xung quanh đồng loạt rút lui, bọn họ bây giờ cũng không muốn giao đấu với Diệp Huyên, như vậy thì đánh thế nào? Căn bản không đánh được. Sau khi những kiếm tu kia đều đã rời đi, Mục Thanh Phong nhìn Diệp Huyên, ông ta chậm rãi siết chặt tay phải. Trong lòng bàn tay phải ông ta một luồng kiếm quang lặng lẽ ngưng tụ lại. Diệp Huyên chậm rãi bước về phía Mục Thanh Phong, vẻ mặt Mục Thanh Phong vô cùng nghiêm trọng. Nếu như trước đó, ông ta không hề sợ Diệp Huyên một chút nào, thì hiện tại ông ta lại vô cùng e sợ. Bởi vì ngay cả thân xác sư tôn ông ta, Diệp Huyên cũng chém nát được rồi. Thực lực của ông ta đương nhiên không mạnh như kiếm mộc, như vậy cũng có nghĩa Diệp Huyên có khả năng giết chết được ông ta. Đương nhiên, ông ta cũng có phần không tin Diệp Huyên sẽ mạnh đến mức độ đó, ông ta nghĩ muốn thử xem sao. Sở dĩ lựa chọn thử còn bởi vì nguyên do là không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại nhất định phải có người ngăn cản Diệp Huyên trong lúc đợi thân thể kiếm mộc khôi phục, mà những kiếm tu bình thường trong sân căn bản không phải đối thủ của Diệp Huyên, ngoại trừ ông ta thì ai đánh với Diệp Huyên cũng đều là vào đường chết. Chỉ có ông ta có thể ngăn cản Diệp Huyên. Ở phía xa, Diệp Huyên không nói lời dư thừa, lập tức biến thành một luồng huyết quang biến mất tại chỗ. Mục Thanh Phong khẽ nheo mắt, ngay sau đó, đột nhiên ông ta mở lòng bàn tay, một luồng kiếm nhỏ bay ra, kiếm qua qua không thấy bóng, nhanh vô cùng. Mà ngay lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa chợt dừng lại, lần này, hắn không lựa chọn dùng thân thể chống đỡ, mà dùng kiếm thiên chu trong tay hắn chém mạnh xuống. Một luồng kiếm quang bỗng chốc bùng nổ, trong nháy mắt Diệp Huyên lùi mạnh về sau đến mấy trăm trượng, mà khi hắn vừa dừng lại thì từng đợi kiếm khí ùn ùn kéo đến bao trùm lấy hắn. Lần này, Diệp Huyên cũng không dùng thân thể chống đỡ, tay hắn cầm kiếm thiên chu vung vẩy, từng luồng kiếm quang đỏ máu cuộn trào. Vù vù vù, toàn bộ chân trời, từng tiếng vang kim loại vang lên liên tục dày đặc, vô cùng kinh người. Mới đầu,
những kiếm quang đỏ máu kia của Diệp Huyên còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng dần dần Diệp Huyên bắt đầu rơi vào thế yếu. Hắn liên tục lùi về sau, không chỉ vậy, những kiếm khí kia còn xuyên qua thân thể hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Cứ như vậy, rằng có ước chừng khoảng một khắc đồng hồ, Diệp Huyên đã kéo dài ra ngoài kết giới. Thấy vậy, Mục Thanh Phong chợt nhếch miệng cười lạnh, xem ra, ngươi cũng không phải cái gì cũng hấp thụ được, ngươi. Ông ta vừa nói xong lời này, Diệp Huyên ở phía xa chợt dừng lại, tiếp đó, trên đầu đột nhiên tối sầm, cùng lúc đó, một chữ tù đỏ như máu đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thời khắc khi chữ tù này xuất hiện, sắc mặt Mục Thanh Phong chợt thay đổi hẳn, ông ta vừa phản kháng thế nhưng, lại có một luồng sức mạnh thần bí bao trùm lấy ông ta. Kiếm vực. Khi sức mạnh kiếm vực này xuất hiện, một thanh kiếm đã bay đến trước mặt ông ta. Nhất kiếm vô lượng. Mặc kệ cảnh giới, mặc kệ mọi thứ. Thời khắc này, Mục Thanh Phong chỉ có thể lựa chọn kiên cường chống lại, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Vào thời khắc sinh tử, đột nhiên Mục Thanh Phong giống lên, hàng loạt kiếm khí từ trong cơ thể ông ta tuôn trào, thế nhưng, những kiếm khí này vừa xuất hiện thì lập tức đã bị kiếm vực và lục đạo chân ngôn chân áp. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên lập tức đã bay đến yết hầu ông ta. Vù! Đầu Mục Thanh Phong lập tức bay ra. Diệp Huyên xuất hiện sau lưng Mục Thanh Phong, hắn cầm ngang kiếm, trực tiếp xuyên thẳng qua đầu Mục Thanh Phong, hai mắt Mục Thanh Phong trợn tròn, linh hồn cũng không thoát ra được. Bởi vì kiếm này chính là kiếm chấn hồn. Diệp Huyên đâm kiếm vào đầu Mục Thanh Phong, tầm mắt hắn nhìn về phía trước, thoáng chốc yên tĩnh, đột nhiên hắn gào lớn, a! Trong thoáng chốc, cả một vùng chân trời lập tức hóa thành biển máu. Mục Thanh Phong bị giết. Lúc này, toàn bộ kiếm tông đều kinh sợ. Mục Thanh Phong lại bị Diệp Huyên giết chết rồi. Đệ tử kiếm tông cũng hoảng sợ rồi. Phải biết là, Mục Thanh Phong chính là tông chủ kiếm tông, ở vũ trụ tứ duy này, thực lực cũng được xem là đỉnh cao rồi. Thế mà ông ta đã bị Diệp Huyên giết chết rồi. Hơn nữa, ngay cả linh hồn còn không thoát ra được. Tại sao Diệp Huyên này lại mạnh đến vậy? Trong sân, hàng loạt đệ tử kiếm tông đều ồn ào. Đầu Mục Thanh Phong bị kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên đâm vào cũng trợn tròn mắt, trong mắt hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Khoảnh khắc lúc gặp cái chết kia, ông ta cũng không ngờ được, Diệp Huyên lại dùng một kiếm diệt ông ta trong nháy mắt. Là giết nhanh diệt gọn. Thời khắc đó ông ta đã hiểu rồi. Lúc trước Diệp Huyên tỏ ra yếu thế. Nhưng Diệp Huyên này chẳng phải đã điên rồi sao? Không có đáp án. Mục Thanh Phong chết vô cùng uất ức, hay nói cách khác là ông ta không cam tâm. Ông ta không dám tin, bản thân đã ngã xuống rồi. Ngay cả linh hồn cũng không bảo vệ được. Trong sân, sau khi Diệp Huyên giết chết Mục Thanh Phong thì lập tức biến thành huyết quang lao về phía xa. Những nơi huyết quang đi qua thì không gian lập tức biến thành hư vô. Lúc này quanh người hắn tỏa ra sát khí và u ám càng lúc càng mạnh, đã đến mức độ không thể hình dung nổi. Hắn bây giờ thật sự giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Thấy Diệp Huyên xông đến, hàng lệ cao thủ kiếm tông đều lo sợ trong lòng, Diệp Huyên này giống như khắc tinh của kiếm tu vậy, đánh thế nào? Lúc này, một âm thanh từ trong kiếm điện chợt vang lên, ngăn cản hắn. Một canh giờ là đủ. Một canh giờ là âm thanh của kiếm mộc. Kiếm mộc vừa dứt lời, phía trước kiếm điện, mặt đất đột nhiên nứt toạc, ngay sau đó, một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời, kiếm quang này lập tức ép Diệp Huyên phải dừng lại tại chỗ, kiếm quang tan biến thì một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Là đại trưởng lão Mạc Ly. Trong sân có người kinh ngạc kêu lên. Mạc Ly. Đại trưởng lão kiếm tông cũng là nhân vật cốt cán của kiếm tông, hiện tại là cảnh giới phá mệnh đỉnh phong, cả đời say mê kiếm đạo. Thậm chí không quan tâm đến chuyện trong kiếm tông. Ở kiếm tông, một vài nhân vật cốt cán cũng rất ít khi gặp được ông ta. Mà lần này, kiếm tông gặp nguy, ông ta đã xuất hiện rồi. Mạc Ly nhìn Diệp Huyên trước mặt, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Mục Thanh Phong bị giết chết. Trong lòng ông ta cũng rất kinh sợ. Bởi vì ông ta biết rất rõ thực lực của Mục Thanh Phong, ở vũ trụ tứ duy này, Mục Thanh Phong cũng thuộc vào hàng đỉnh cao. Thế mà ngay vừa rồi, Mục Thanh Phong lại bị thiếu niên trước mắt giết chết. Ngay cả linh hồn cũng không thoát được. Trong lòng Mạc Ly cũng có chút chấn động, thực lực của Diệp Huyên này, vậy mà mạnh đến mức độ đó rồi.
Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Trước mặt Mạc Ly chợt xuất hiện điểm sáng đỏ. Nhất kiếm vô lượng. Mặc dù không sử dụng lục đạo chân ngôn và kiếm vực, thế nhưng... con người Mạc Ly chợt co lại, ông ta không tránh né cũng không xuất kiếm mà trực tiếp đánh một quyền vào ngực Diệp Huyên. Vù! Ầm! Một luồng kiếm quang lập tức xuyên qua giữa ấn đường Mạc Ly, còn Diệp Huyên thì cả người bay ngược ra sau. Sau khi dừng lại, hắn liên tục ho ra máu, không chỉ vậy, thân thể lập tức giãn nứt thành hình mạng nhện. Lần này, ông lão không hề xuất kiếm, vì biết xuất kiếm cũng không có ý nghĩa gì. Thể chất Diệp Huyên này đặc biệt, cơ bản kiếm cũng không đủ để làm hắn bị thương. Vì vậy, ông ta trực tiếp lựa chọn dùng quyền, đương nhiên, cái giá chính là phải trả bằng cả sinh mạng. Diệp Huyên bị thương, nhưng Mạc Ly lại lập tức ngã xuống, ngay cả linh hồn cũng không thể thoát được. Cách đó không xa, Mạc Ly quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt có chút lưu luyến. Lúc này, ông ta chợt có phần hối hận, không phải hối hận vì dùng mạng để ngăn cản Diệp Huyên, mà hối hận vì đã không quan sát thật kỹ thế giới này. Cả đời này của ông ta đều theo đuổi cực hạn của kiếm đạo, nhưng lại chưa từng bình tâm mà quan sát thế giới này. Hôm nay đến lúc cận kề cái chết, ông ta mới phát hiện, dường như bản thân đã bỏ lỡ rất rất nhiều. Ngay lúc này, một luồng kiếm ý ngập trời đột nhiên từ trong cơ thể Mạc Ly phóng thẳng lên. Đột phá! Kiếm đạo đột phá! Luồng kiếm ý mạnh đến hủy thiên diệt địa. Tất cả cao thủ kiếm tông trong sân đều vui mừng trong lòng, thế nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt bọn họ đã trở nên u ám, bởi vì ánh mắt Mạc Ly đã không còn chút sức sống gì. Thế nhưng, ông ta lại khẽ nhếch miệng cười lạnh. Khoảnh khắc kề cận cái chết ông ta đã hiểu rồi. Kiếm đạo không phải là cao cao tại thượng, mà kiếm đạo vốn ở trong cuộc sống. Đáng tiếc là đã lĩnh hội quá muộn. Mạc Ly sụp đổ. Trong sân, toàn bộ cao thủ kiếm tông đồng loạt nhìn sang Diệp Huyên, ánh mắt bọn họ đều là sát ý. Lúc này, một âm thanh chợt vang lên trong sân, thân thể hắn bị thương nặng, giết chết hắn đi. Âm thanh vừa dứt, một luồng kiếm quang lập tức chém về phía Diệp Huyên. Thế nhưng... luồng kiếm quang này lập tức bị cơ thể Diệp Huyên hấp thụ. Thấy vậy, sắc mặt những kiếm tu trong sân đều vô cùng khó coi. Như vậy thì đánh thế nào? Lúc này, lại vang lên âm thanh, đừng dùng kiếm. Đừng dùng kiếm. Nghe thấy lời này, mọi người trong sân như bừng tỉnh, Diệp Huyên này có thể hấp thụ kiếm, thế nhưng cũng chỉ giới hạn với kiếm, nếu như dùng quyền hoặc dùng đao, hắn không thể hấp thụ được. Nghĩ đến đây. Các kiếm tu lập tức xông về phía Diệp Huyên. Bọn họ không dùng kiếm. Lúc này, Diệp Huyên biến mất. Vù! Kiếm quang lóe lên, một cái đầu đẫm máu lập tức bay đi, ngay sau đó lại thêm hai cái đầu đầu máu tiếp tục bay ra. Giết nhanh trong tích tắc. Thấy vậy, những kiếm tu còn lại vội dừng lại. Bọn họ đã quên một điều, không dùng kiếm thì thực lực của bọn họ cũng giảm đi rất nhiều, với tình hình như vậy. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Huyên. Tàn sát. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên đã bắt đầu điên cuồng tàn sát trong kết giới. Thấy người thì giết. Mà hiện tại, toàn bộ kiếm tông căn bản không ai có thể ngăn cản được Diệp Huyên, cho dù bọn họ dùng một vài kiếm trận thì toàn bộ đều bị Diệp Huyên hấp thụ. Quan trọng hơn là sau khi Diệp Huyên giết người hắn trực tiếp hấp thụ máu và linh hồn của những người này, sau đó hắn lại càng trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, năng lực tự chữa lành của Diệp Huyên cũng quá kinh khủng. Ngay sau đó, trong kết giới vang lên tiếng kêu thảm liên hồi. Hiện tại, không ai có thể ngăn cản Diệp Huyên. Ngay sau đó, Diệp Huyên trực tiếp một đường giết sạch đến trước kiếm điện của tông chủ Phong, mà sau lưng hắn là cả một vùng máu tanh. Diệp Huyên cõng Diệp Liên, hai mắt đỏ máu, sát khí u ám tản ra quanh người dày đặc. Sát khí này hiện tại mạnh đến mức có thể chống lại được những kiếm ý kia của kiếm tông. Lúc này, một kiếm tu trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa, kiếm tu trung niên nhìn Diệp Huyên, kiếm tông ta và ngươi. Diệp Huyên không thấy đâu nữa. Vù! Đầu của kiếm tu trung niên lập tức bay đi, mà máu của gã ta lập tức bị Diệp Huyên hấp thụ, còn về linh hồn gã ta thì đã bị kiếm chấn hồn của Diệp Huyên hấp thụ. Lập tức biến mất. Ngay cả luân hồi cũng không thể. Khinh người quá đáng. Lúc này, một tiếng thét phẫn nộ vang lên từ phía xa, ngay sau đó, một luồng kiếm quang từ phía xa đã bay tới chém thẳng về phía Diệp Huyên.
Diệp Huyên không tránh không né, trực tiếp để thanh kiếm đó chém vào người mình. Ầm, thanh kiếm kia lập tức bị Diệp Huyên hấp thụ, kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên lại bay đi. Ở phía xa, con người vị kiếm tu kia chợt co lại, gã ta giẫm mạnh chân, chém xuống một kiếm. Ầm, kiếm thiên chu trực tiếp chém vỡ một khi ém của gã ta, tiếp đó, xuyên qua giữa mi tâm gã ta, mà lúc này Diệp Huyên đã xuất hiện phía sau gã ta. Diệp Huyên vung tay phải, trực tiếp đón lấy kiếm thiên chu, sau đó hắn chém ngược về sau. Bù, đầu vị kiếm tu kia lập tức bay đi. Diệp Huyên khẽ điểm mũi chân, trực tiếp xông qua, lần này, mục tiêu của hắn chính là đám kiếm tu phía xa. Thấy Diệp Huyên xông đến, vẻ mặt những kiếm tu kia biến sắc, lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta không xuất kiếm mà đánh ra một quyền về phía trước. Ầm. Không gian trước mắt Diệp Huyên lập tức vỡ nát, hắn dừng lại. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên đang đứng ở phía xa. Ông ta chậm rãi siết chặt tay phải, một luồng năng lượng mạnh mẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay, một thoáng yên tĩnh, người này tiến lên một bước, sau đó tay phải đánh ra một quyền. Ầm. Một luồng sức lực mạnh mẽ cuộn trào từ nắm đấm của ông ta, không gian những nơi luồng sức lực này đi qua đều bắt đầu bị hủy diệt từng chút một. Quyền đảo. Ở phía xa, hai tay Diệp Huyên cầm kiếm thiên chu, một luồng sáng màu đỏ máu dữ dội dung nhập vào kiếm thiên chu, ngay sau đó hắn liền chém mạnh về phía trước. Ầm. Sức lực của ông lão kia ập tức bị một kiếm này của Diệp Huyên đánh vỡ, mà lúc này Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt ông ta, ông lão hung tợn, đến đi. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên chập mạnh hai tay vào nhau. Ầm. Không gian tại chỗ của ông ta lập tức nứt toạc, biến thành một vùng đen tối. Trong sân, toàn bộ kiếm tu đều nhìn vào nơi đó, một lúc sau, một người đàn ông bước ra, chính là Diệp Huyên mà trên kiếm thiên chu trong tay phải của hắn còn có một cái đầu đầy máu tanh. Đó chính là đầu của ông lão kia. Thế nhưng, khóe miệng Diệp Huyên cũng đang chảy máu, hơn nữa, trông hắn so với lúc nãy đã yếu hơn rất nhiều, nhưng trên người hắn lại có làn khí màu xanh đen bao quanh. Nước suối sinh mệnh. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn luôn hấp thụ nước suối sinh mệnh, vì vậy hắn mới có thể duy trì sức lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Mặc dù đã đánh mất lý trí, nhưng chuyện ra tay hay khôi phục thì đều nhờ vào bản năng, đều đã khắc sâu vào xương tủy. Diệp Huyên chậm rãi đi về phía đám cao thủ kiếm tông, đầu ông lão kia bị đâm trên kiếm thiên chu vẫn chảy máu không ngừng. Thấy vậy, những kiếm tu trong sân kia liên tục lùi lại. Cũng không phải nói không dám đánh. Chủ yếu là đối mặt với Diệp Huyên này, bọn họ không biết phải đánh ra sao. Đánh thế nào đây? Diệp Huyên này biết hấp thụ kiếm đấy. Thế nhưng, bọn họ nhất định phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Kiếm mộc chưa ra, hiện tại cao thủ của kiếm tông căn bản không làm gì được Diệp Huyên. Không phải nói những người này không mạnh, cao thủ cảnh giới phá mệnh của kiếm tông không dưới 20 người, thế nhưng kiếm của 20 người này hiện tại đều không làm gì được Diệp Huyên. Thể chất của Diệp Huyên, là thứ khắc chế của kiếm tu. Ngăn hắn lại. Ngay lúc này, trong điện lại truyền đến âm thanh của kiếm mộc. Trong sân, vẻ mặt một vài người trở nên khó coi. Ngăn cản. Ngăn thế nào, cản làm sao? Bây giờ bọn họ căn bản không dám xuất kiếm với Diệp Huyên. Ngay lúc này, âm thanh của Diệp Huyên lại vang lên, lấy cái hộp kia ra. Hộp. Bên dưới. Một ông lão áo đen do dự một lát rồi lại nói, nhưng đó là át chủ bài của kiếm tông ta. Lấy ra. Giọng nói của kiếm mộc lại vang lên. Ông lão áo đen ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, ông ta tạo kiếm quyết. Ngay sau đó, mặt đất trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, tiếp đó là một cái hộp màu đen chợt bay ra. Nhìn thấy cái hộp này, ánh mắt ông lão áo đen cũng vô cùng nghi hoặc. Đây là một trong ba con át chủ bài do tổ sư kiếm tông để lại năm đó, nói rằng nếu như kiếm tông gặp phải nguy hiểm thì có thể mở ra, vậy này có thể cứu được hiểm nguy của kiếm tông. Nhiều năm qua, kiếm tông chưa từng dùng bao giờ, nhưng lúc này thì không thể không dùng. Rốt cuộc bên trong là gì đây? Ông lão không nghĩ nhiều, bấm tay khẽ điểm, hộp đen đó lập tức mở ra. Bên trong hộp chợt bay ra một luồng ánh sáng trắng, không có động tĩnh gì. Mọi người đều nhìn vào hộp đó, gần như ngừng thở. Một lát sau, một nhóc con lông lá bù xù màu trắng chậm chạp bò ra.
Nhóc con màu trắng. Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Át chủ bài mà tổ sư kiếm tông lưu lại chính là một nhóc con. Sau khi ra ngoài, nhóc con kia liền dụi dụi đôi mắt nhập nhèm rồi vươn vai ưỡn lưng cho bớt mệt. Sau đó, nhóc ta đột nhiên mở mắt nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, lúc nhìn thấy Diệp Huyên, ánh mắt nhóc ta lập tức trợn to, giật mình đánh thót một cái, rồi, bỏ chạy. Chứng kiến cảnh ấy, đám người có mặt lập tức ngẩn ngơ thẫn thờ. Chạy! Thế mà chạy luôn á! Đầu óc của đám cường giả kiếm tông có phần chết máy. Xong, đúng lúc này nhóc con kia đột nhiên ngừng lại, sau đó quay người nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, trừng to mắt rồi đột nhiên ngẫm nghĩ, tại sao mình phải sợ chứ nhỉ? Đây đâu phải hắn ta. Nhóc con màu trắng liền bay đến trước mặt Diệp Huyên, lão già mặc áo đen ở một bên thoáng do dự một lát mới nói, tôn hạ, kẻ này xông vào kiếm tông, giết người của kiếm tông. Nhóc con màu trắng đột nhiên duỗi một vuốt nho nhỏ chỉ vào lão già áo đen, ra hiệu bảo lão yên tĩnh. Lão già áo đen. Nhóc con màu trắng nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên trước mặt nhóc ta đột nhiên rút kiếm chém một cái. Thật ra thì hắn của lúc này cũng đã chẳng nhận ra cả rồi. À không đúng, ngoại trừ Diệp Liên mà hắn đang cõng trên lưng ra thì hắn chẳng quan tâm một ai cả. Hơn nữa, cũng thể nói là hắn nhận ra Diệp Liên trên lưng mình, chỉ có thể bảo đó là một sợi chấp niệm cuối cùng của hắn mà thôi. Thấy Diệp Huyên rút kiếm, nhóc con màu trắng liền trừng mắt nhìn, ngay sau đó, nhóc ta vung tay lên, một thanh kiếm màu trắng liền xuất hiện từ trong móng vuốt nho nhỏ, dưới ánh mắt của rất nhiều người, nhóc ta đã giơ chiếm chặn lại. Quỳnh! Không ngờ nhóc con đó lại trực tiếp chặn đứng chiêu kiếm của Diệp Huyên. Chứng kiến cảnh ấy, đám người kiếm tông liền mừng hơn hớn. Chặn được rồi. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng nhóc con này chỉ ra ngoài để tỏ vẻ đáng yêu, nhưng giờ xem ra, quả thật cũng có thực lực đấy chứ. Sau khi chặn được chiêu thức của Diệp Huyên chỉ bằng một chiêu, nhóc con màu trắng cũng không phản kích gì nữa mà chỉ khẽ vung chi trái lên. Tiếp theo, một luồng linh khí màu trắng liền bao phủ xung quanh Diệp Huyên, thế rồi lệ khí và sát khí quanh người hắn dần dần biến mất. Chứng kiến cảnh này, cường giả kiếm tông lại một lần nữa sửng sốt. Muốn làm gì vậy nhỉ? Thời gian dần trôi, sắc đỏ như máu trong đôi mắt Diệp Huyên cũng rút dần, khôi phục lại phần nào trạng thái bình thường. Trong giây lát đó, Diệp Huyên thoáng ngẩn ngơ, nhưng dường như hắn nghĩ tới điều gì đó nên đột nhiên đặt Diệp Liên trên lưng mình xuống. Lúc nhìn thấy Diệp Liên không còn hơi thở, cả khuôn mặt Diệp Huyên nhanh chóng trở nên vặn vẹo, hắn lập tức xoay người nhìn về phía đám cường giả kiếm tông kia. Quỳnh! Một luồng sáng đỏ như máu tràn từ trong cơ thể hắn ra ngoài. Vừa mới khôi phục được một chút tỉnh táo, nay lại trở về trạng thái cũ. Sức mạnh bên trong huyết mạch một lần nữa điên cuồng bộc phát. Chứng kiến cảnh này, nhóc con màu trắng liền trừng to mắt nhìn, tiếp đó vội vàng khua khua tay, chỉ một lát Diệp Huyên lại được ánh sáng trắng bao phủ quanh người, lệ khí và sát ý trên người hắn liền bị ép xuống một lần nữa. Vào lúc Diệp Huyên mới hồi phục được chút tỉnh táo, nhóc con màu trắng vội vàng bay đến trước mặt Diệp Liên, nhóc ta chỉ vào Diệp Huyên, sau đó lại chỉ mình. Chứng kiến cảnh này, Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó khàn giọng nói, nhóc có ý gì? Nhóc con kia nhìn Diệp Liên, chỉ một thoáng, trong mắt đã lóe lên tia kinh ngạc, tiếp theo đó, cái vuốt nho nhỏ của nhóc ta liền chạm nhẹ lên đỉnh đầu Diệp Liên. Vô số sợi khí màu tím sậm từ trong vuốt kia truyền ra ngoài, thế rồi mới một lát Diệp Liên đã được những sợi khí màu tím đó bao phủ. Diệp Huyên nhìn vào Diệp Liên trước mắt mình, thân thể Diệp Liên khẽ lay động. Một lát sau, Diệp Liên lại chẳng còn chút động tĩnh nào nữa. Hàng lông mày của nhóc con màu trắng khẽ trao lại, trong đôi mắt to tròn lộ ra nét khó hiểu. Đúng lúc này, trong mắt Diệp Huyên là vẻ thẫn thờ hoàn toàn, không để nào. Dứt lời, hắn liền nhìn nhóc con màu trắng, lát nữa ta chết thì hãy chôn ta và muội muội chung một chỗ. Lời vừa dứt thì, quỳnh, Diệp Huyên lại một lần nữa biến thành huyết nhân, ngay sau đó, hắn xoay người hóa thành một luồng ánh kiếm màu đỏ như máu xông về phía đám cường giả kiếm tông. Thấy Diệp Huyên lại biến thành huyết nhân một lần nữa, nhóc con màu trắng hấp tấp đến độ đập đập vài cái, đã dự định đuổi theo Diệp Huyên rồi xong dường như chợt nghĩ tới điều gì đó. Nhóc ta lại cúi đầu nhìn Diệp Liên. Nhóc con màu trắng biết nhất định phải cứu được bằng được cô gái này,
nếu không thì cho dù Diệp Huyên khôi phục lại, cũng sẽ lại nhanh chóng biến thành huyết nhân lần nữa. Nhưng mà sao lại không cứu sống được nhỉ? Trong mắt nhóc con màu trắng tràn đầy nghi hoặc. Một lát sau, dường như phát hiện ra điều gì đó, hai mắt nhóc bỗng sáng lên, nhóc ta đặt chi phải nho nhỏ trên bụng Diệp Liên, sau đó ép nhẹ xuống, thân thể Diệp Liên thoáng trở nên mờ ảo, sau đó bên trong cơ thể đó đột nhiên tràn ra một luồng khí tức thần bí. Nhóc con khẽ hít sâu, ngay sau đó liền cảm thấy hưng phấn, thế rồi, nhóc ta lại dùng móng vuốt nhỏ khẽ ép xuống lần nữa. Lần này thì lông mày Diệp Liên hơi nhíu lại. Nhóc con phát hiện điểm đó nên càng nhanh chóng điều chuyển thật nhiều sợi khí màu tím, những sợi khí đó bắt đầu được Diệp Liên hấp thu. Chứng kiến cảnh đó, trên gương mặt tròn nhỏ của nhóc con liền xuất hiện một nụ cười rực rỡ, sau đó, nhóc con lại một lần nữa truyền thêm luồng khí màu tím. Còn ở nơi xa, Diệp Huyên đã giết người đến mức phát điên rồi. Lúc này đây, không có bất kỳ ai ngăn cản Diệp Huyên cả. Nhất là những kiếm tu trước mắt, bọn họ hoàn toàn bó tay hết cách mỗi lúc đối mặt với Diệp Huyên, chỉ có thể chờ đợi để bị giết. Xét theo một mức độ nào đó, có thể nói Diệp Huyên chính là khắc tinh của kiếm tu. Đúng lúc này, bên trong kiếm điện một lần nữa phát ra tiếng nói, sử dụng chiếc hộp thứ hai. Chiếc hộp thứ hai, sao? Ở bên dưới, lão già áo đen không chút do dự niệm kiếm quyết, sau đó mặt đất cách ông ta không xa đột nhiên bị di chuyển, và rồi một chiếc hộp màu đen bay ra. Chiêu át chủ bài thứ hai. Lão già áo đen nhìn thoáng qua nhóc con màu trắng cách đó không xa, vẻ mặt vô cùng khó coi, ông ta không ngờ người mà mình gọi đến giúp lại đi giúp ngược Diệp Huyên. Không chỉ mình ông ta mà tất cả cường giả trong kiếm tông cũng không một ai ngờ tới. Nhóc con màu trắng kia lại đi giúp Diệp Huyên cứu người. Giờ phút này, bọn họ đã không còn suy nghĩ được những điều như thế nữa, bởi vì thế kiếm của hắn quá nhanh. Không chỉ mỗi chiêu kiếm nhanh, ngay cả độ mạnh của chiêu kiếm cũng tựa như không có giới hạn vậy. Kiếm Thiên Chu. Có thể nói đó chính là thanh kiếm sắc bén nhất vũ trụ tứ duy hiện giờ. Hơn nữa, chẳng có bất cứ ai ở đây có thể địch lại được một chiêu kiếm của Diệp Huyên trong trạng thái hiện tại cả. Sau khi chiếc hộp được mở ra, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ liền được tản phát ra ngoài. Vào lúc khí tức ấy xuất hiện, Diệp Huyên nhất thời ngừng lại động tác, hắn nhìn về phía chiếc hộp, trong đó có một luồng sáng đen bay ra bất thình lình. Những kiếm tu còn sống nhao nhao nhìn về phía luồng sáng đen kia, sau khi ánh sáng đen đó tản đi, lại một cô bé xuất hiện trước mắt bọn họ. Trên người cô bé lần này còn có hai chiếc sừng nhỏ xinh, và phía sau là một cái đuôi màu đen. Khi nhìn thấy cô bé này, trong mắt đám cường giả kiếm tông lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Mạnh! Khí tức mà nhóc này phát ra quá mạnh. Luồng khí tức ấy cứ thế ép hẳn lệ khí và sát ý đang phát ra trên người Diệp Huyên. Không chỉ có vậy, còn khiến tất cả mọi người có mặt ở đó cảm nhận được một thứ áp lực vô hình. Thật mạnh mẽ! Đó là cảm nhận đầu tiên của những người có mặt. Cô bé duỗi cái lưng mỏi mệt, thế rồi nhìn về phía Diệp Huyên cách mình không xa, lúc nhìn thấy hắn, bé con thoáng ngẩn người, sau đó cất tiếng, ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nhóc con, rồi bỗng nhiên vung một kiếm chém về phía nhóc ta. Cô bé không hề trốn tránh, cứ để mặc chiêu kiếm đó của Diệp Huyên chém về phía đầu mình. Trong ánh nhìn của đám người, Diệp Huyên lập tức bay thẳng ra ngoài. Chứng kiến cảnh đó, đám kiếm tu có mặt liền lập tức hóa đá. Lấy cứng trọi cứng với chiêu kiếm của Diệp Huyên á. Hơn nữa còn không hề bị làm sao. Tất cả họ đều nhìn cô bé kia, trong lòng bội phục cực độ. Phải biết rằng họ đều đã chứng kiến sức mạnh của thanh kiếm trong tay Diệp Huyên cả rồi. Thực lực của Diệp Huyên vô cùng mạnh, nhất là thanh kiếm trong tay hắn, có thể nói là vô cùng sắc bén. Thế nhưng cô nhóc này lại có thể dùng đầu chặn lại mà không hề hấn chút nào. Cô bé sờ sờ đầu nhìn, sau đó lại nhìn thanh kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên cách mình không xa kiếm Thiên Chu. Nói tới đó, bé con lại nhìn Diệp Huyên, sao ngươi lại thành dáng vẻ hiện giờ vậy? Diệp Huyên không hề cất tiếng, một lần nữa xuất hiện trước mặt nhóc con, sau đó lại chém xuống một kiếm. Lần này, hắn sử dụng chiêu nhất kiếm vô lượng. Chiêu kiếm vừa đánh ra, tất cả mọi người đồng loạt biến sắc. Thế nhưng cô bé kia vẫn không hề ra tay, cứ thế để mặc lưỡi kiếm chém thẳng vào đầu mình. Uỳnh!
Không gian xung quanh Diệp Huyên và nhóc con lập tức sụp xuống, không chỉ có vậy, một luồng sức mạnh cường đại chẳng khác nào gió lốc cũng liền bao phủ khắp nơi, khiến đám cường giả kiếm tông có mặt đều vội vàng lùi lại phía sau. Đến khi bọn họ dừng lại, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô nhóc kia thì thấy cô bé ấy vẫn chẳng hề hấn suy chuyển chút nào. Trái lại, thanh kiếm và đôi tay của Diệp Huyên lại rung lên bần bật. Thấy vậy, trong lòng đám người nhất thời thở phào một hơi. Diệp Huyên lại một lần nữa muốn xuất chiêu, nhưng lần này nhóc con lại đột nhiên túm ngay lấy kiếm Thiên Chu, sau đó đá thẳng một đá về phía bụng Diệp Huyên. Dường như nghĩ tới điều gì đó, nhóc con bỗng thu chân lại, lùi về phía sau mấy trượng, cứ thế kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên. Còn thanh kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên lại đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang chém thẳng về phía nhóc con. Cô bé lập tức túm lấy chuôi kiếm Thiên Chu, sức mạnh vô cùng cường đại ẩn bên trong thanh kiếm cứ thế bị nhóc con đè ép xuống. Cô bé nhìn thoáng qua Diệp Huyên sau đó lại nhìn nhóc con ở cách đó không xa, bạch, chữa trị cho hắn đi. Ở nơi xa, nhóc con màu trắng trợn to mắt, sau đó chỉ Diệp Liên trước mặt mình. Nhóc con khẽ gật đầu, được. Dứt lời, nhóc con liền quay người nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại, kiếm tông. Nói tới đây, nhóc con lại nhìn về phía Diệp Huyên, sao ngươi lại đánh nhau với kiếm tông chứ? Diệp Huyên không nói gì, hắn muốn tiếp tục xuất chiêu lần nữa, nhưng đúng lúc ấy, nhóc con lại đột nhiên xông tới trước mặt hắn, khẽ chạm lên vai hắn, chỉ thoáng chốc, luồng lệ khí và sát ý bao phủ quanh người Diệp Huyên lập tức bị nhóc con trấn áp. Chốc lát sau, Diệp Huyên dần dần tỉnh táo lại. Mà đúng lúc này, lão già kiếm tu áo đen cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nhóc con, ông ta không ra tay với nhóc con mà đánh thẳng một quyền về phía đầu Diệp Huyên, muốn giết chết hắn chỉ bằng một chiêu. Thế nhưng khi nắm đấm của ông ta sắp sửa chạm vào đầu Diệp Huyên thì nhóc con bên cạnh lại đột nhiên tung ra một quyền đánh về phía lão già, sắc mặt lão già đột nhiên biến đổi, vội vàng thu quyền để chặn lại. Quỳnh! Lão già lập tức bay thẳng ra ngoài, còn hai cánh tay ông ta thì đã bị nổ tung. Chứng kiến cảnh ấy, đám cường giả kiếm tông có mặt đều ngẩn tò te. Rốt cuộc đó là chiêu thức quái quỷ gì vậy? Ông lão áo đen kia bị chiêu thức của cô bé ấy đánh cho hồ đồ luôn. Ý gì vậy? Cường giả kiếm tông có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía cô bé. Đây là trợ thủ của phe mình ấy hả? E là trợ thủ của Diệp Huyên thì có. Sau khi dừng lại, ông lão áo đen liền gắt gao nhìn chằm chằm cô bé kia, hai tay nắm chặt, các hạ à, chẳng phải người nên che chở cho kiếm tông chúng ta sao? Tức giận lắm đó. Cực kỳ tức giận luôn. Lúc trước nhóc trắng kia giúp Diệp Huyên, giờ lại thêm cô nhóc mới xuất hiện cũng giúp Diệp Huyên nữa, rốt cuộc là chuyện quái gì? Cô bé khẽ liếc ông lão áo đen, vì sao các ngươi lại đánh hắn, không biết hắn là người của ca ta sao? Người của anh trai nhóc. Ông lão áo đen nhíu mày là sao? Cô bé tức giận chỉ thẳng vào ông ta, vì sao các ngươi lại đánh hắn? Nghe thấy vậy, ông lão áo đen lại càng ngớ người hơn. Sao lại đánh Diệp Huyên ấy hả? Vì đầu hắn chập mạch chứ sao nữa? Đây chính là át chủ bài mà tổ sư kiếm tông lưu lại cho cả tông môn sao? Đám cường giả kiếm tông có mặt cũng ngỡ ngàng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Rốt cuộc đây là trợ thủ của kiếm tông hay của Diệp Huyên vậy? Lúc này, một kiếm tu cách đó không xa bỗng đứng dậy, cố đè ép cơn tức giận trong lòng xuống mà nói, các hạ, người có nhìn thấy hắn đang đổ sát kiếm tông chúng ta không, chứ không phải kiếm tông chúng ta đánh hắn. Nghe vậy, cô bé liền nhìn về phía Diệp Huyên, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bé, tranh thủ kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Một lát sau, cô bé nhìn thoáng qua Diệp Liên cách đó không xa. Vẻ mặt lạnh dần, rồi lại quay người nhìn kiếm tu kia, các ngươi đánh muội muội của người ta. Sắc mặt kiếm tu kia có phần khó coi, các hạ, rốt cuộc người giúp ai thế? Cô bé đột nhiên giẫm mạnh chân phải xuống đất. Quỳnh, kiếm tu kia vẫn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã nổ tung rồi. Chứng kiến cảnh ấy, tất cả kiếm tu có mặt đều đồng loạt biến sắc. Cô bé lạnh lùng nhìn thoáng qua những cường giả kiếm tông có mặt, không ngờ lại đi đánh muội muội người ta. Các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Hơn nữa, kẻ mà các ngươi đánh còn là người của ca của ta. Ông lão áo đen lạnh lùng nhìn cô bé, ca của người là ai? Cô bé chỉ về phía bức tượng cách đó không xa, đó chính là ca của ta. Nhìn thấy vậy,
Đám người ông lão áo đen liền sửng sốt, đấy không phải tổ sư nhà mình sao? Lúc này, một tên kiếm tu trầm giọng nói, đó là tổ sư của kiếm tông chúng ta. Nếu ngài ấy là anh trai các hạ, vậy tại sao các hạ lại không giúp chúng ta? Cô bé nhìn tên kiếm tu kia và nói, sau khi cân nhắc giữa mối quan hệ giữa các ngươi với anh trai ta, và mối quan hệ giữa hắn với ca của ta thì ta bỗng nhận ra hắn thân với ca của ta hơn, thế nên quyết định giúp hắn. Cả đám người, ông lão áo đen từ từ siết chặt tay, người nói rằng hắn và ca của người khá thân, vì sao lại bảo thế? Cô bé nhún nhún vai, dù sao cũng khá là thân. Ông lão áo đen trầm giọng, hắn muốn giết chúng ta đấy. Cô bé nói, vậy thì các ngươi cho hắn giết đi. Nghe thấy vậy, ông lão áo đen tức giận đến mức sắp phụt máu tới nơi. Cho hắn giết ư? Trời ạ! Mình vừa nghe thất gì vậy? Ông lão áo đen cảm thấy đầu óc mình chết máy hoàn toàn rồi. Đúng lúc này, cô bé bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía ông lão mặc áo đen, sau đó liền hóa thành một luồng kiếm quang lao thẳng về phía ông ta. Thấy vậy, ông lão áo đen lại càng biến sắc, sao ông ta dám đỡ lấy kiếm của Diệp Huyên chứ? Ông ta nhanh chóng lùi về phía sau, may mà Diệp Huyên không tiếp tục đuổi theo ông ta, trái lại chuyển mục tiêu sang cường giả kiếm tông khác. Chỉ lát sau, nơi đây liền vang lên từng tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Những người này căn bản không thể ngăn nổi Diệp Huyên. Kiếm của Diệp Huyên quá mức khủng khiếp. Cô bé ở một bên bỗng trừng mắt, thoáng do dự một hồi mới nói, hay là ngồi xuống nói chuyện một lát. Diệp Huyên không để ý tới, vẫn tiếp tục chém giết. Cô bé ngẫm nghĩ, sau đó nói, đừng để mình bị thương. Dứt lời, cô bé liền quay người đi về phía nhóc trắng. Ở nơi xa, Diệp Huyên vẫn đang chém giết. Dù những cường giả kiếm tông kia vẫn đang cố chống cự, nhưng kiếm của bọn họ căn bản không thể tạo được uy hiếp cho Diệp Huyên, ngay cả kiếm trận của mấy người mạnh nhất kiếm tông cũng chẳng thể làm gì được hắn. Diệp Huyên này chính là khắc tinh của kiếm tu mà. À không, nên nói là khắc tinh của kiếm tông bọn họ. Nếu như là tông môn khác, chắc chắn Diệp Huyên không thể tùy ý chém giết như vậy được, bởi vì dù chiến lực của hắn mạnh thật đấy nhưng chỉ cần 7-8 cường giả phá mệnh cảnh đỉnh cao liên thủ lại với nhau thì nhất định có thể ngăn chặn được hắn. Nhưng cường giả phá mệnh cảnh của kiếm tông thật sự bó tay rồi. Thật sự bó tay. Bởi vì kiếm của bọn họ chẳng có chút tác dụng nào với Diệp Huyên cả. Mà cô bé kia thì chạy tới trước mặt nhóc màu trắng, nhóc trắng chỉ vào Diệp Liên nằm dưới đất, vẻ mặt hưng phấn. Cô bé nhìn về phía Diệp Liên, mở to mắt, chỉ một thoáng trong đôi mắt ấy đã lóe lên nét kinh ngạc, ô. Thấy cô bé kia cũng phát hiện ra, nhóc trắng liền vung bàn tay nhỏ lên, dường như muốn biểu đạt gì đó. Cô bé khẽ gật đầu, thể chất cực kỳ đặc biệt, lợi hại lắm đó. Nhóc màu trắng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cô bé kia nhìn nhóc trắng, thêm chút khí cho cô ấy đi, kích hoạt hoàn toàn thể chất đó luôn. Cô nhóc trắng gật đầu, sau đó tiếp tục truyền thêm khí tím cho Diệp Liên. Ở một bên khác, Diệp Huyên đã chém giết đến phát điên. Giờ phút này, quanh người hắn được bao phủ bởi huyết khí, những nơi hắn đi qua đều có đầu người rơi xuống đất. Thật đúng là cảnh tượng máu chảy thành sông. Mà mục tiêu của Diệp Huyên chính là kiếm điện kia của kiếm tông. Cũng chính là vị trí của kiếm mộc. Nhưng mà, cường giả kiếm tông cũng mạnh mẽ chống cự, lúc này bọn họ đang rất muốn kéo được kiếm mộc ra ngoài. Đó là cường giả mạnh nhất kiếm tông hiện giờ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong kiếm điện, tất cả mọi người lui về trước kiếm điện, bày kiếm trận phòng ngự. Là giọng của kiếm mộc. Nghe thấy vậy, tất cả cường giả kiếm tông đều đồng loạt lui xuống, cho tới lúc lui đến trước cửa kiếm điện. Một tấm chắn ánh sáng lớn đột nhiên bao phủ cả kiếm điện lại. Tấm chắn ánh sáng ấy không phải thứ được tạo thành từ kiếm khí, nói cách khác, Diệp Huyên không thể nào hấp thu được nó. Trước kiếm điện là nhóm cường giả kiếm tông, chỉ có vài chục người, còn bên ngoài vòng đó là Diệp Huyên, xung quanh Diệp Huyên là thi thể chất đống và máu tươi. Toàn thân Diệp Huyên nhiễm đầy máu tươi, kiếm thiên chu trong tay hắn lại càng đỏ đến mức khiến người ta sợ hãi. Dường như thanh kiếm đó được tạo thành từ máu tươi vậy. Diệp Huyên đột nhiên đi tới trước tấm chắn ánh sáng kia, sau đó chém xuống một kiếm. Uỳnh! Tấm chắn ánh sáng kia chấn động mạnh, xuất hiện vô số vết nứt. Nhưng lại không hề vỡ vụn.
Diệp Huyên lại chém thêm một kiếm nữa. Ầm ầm. Tấm chăn ánh sáng kia tiếp tục rung lên, vết nứt lớn hơn trước, nhưng vẫn vô cùng cứng chắc. Diệp Huyên đang muốn ra tay thêm lần nữa, lúc này, hắn đột nhiên quay người hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cách đó không xa. Chứng kiến cảnh ấy, cả đám kiếm tu đều ngẩn người, Diệp Huyên này muốn làm gì vậy nhỉ? Chỉ một thoáng, dường như nghĩ tới điều gì đó mà tất cả mọi người đều biến sắc. Một kiếm tu trong đó kinh hãi thốt lên, mục tiêu của hắn là đệ tử kiếm tông chúng ta. Giọng nói vừa dứt, ở nơi xa đột nhiên truyền đến từng tiếng kiếm reo vang. Ông lão áo đen cầm đầu đột nhiên gầm lên, Diệp Huyên, người có giỏi thì cứ nhằm vào chúng ta đây này. Ở nơi xa, Diệp Huyên không thèm đếm xỉa tới hắn, cứ thế điên cuồng đổ sát đám đệ tử kiếm tông kia, nhưng bọn họ sao có thể là đối thủ của Diệp Huyên được chứ? Căn bản không hề có sức đánh trả. Diệp Huyên mở ra hình thức đổ sát, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng khắp nơi. Còn nhóm cường giả kiếm tông trong lồng ánh sáng kia thì lộ rõ sắc mặt khó coi, bọn họ cũng rất muốn ra ngoài, nhưng họ còn rõ ràng hơn hết rằng cho dù có bước ra thì cũng chẳng có tác dụng gì hết. Bởi vì bọn họ cũng không ngăn nổi Diệp Huyên. Diệp Huyên vẫn đang chém giết, đến bây giờ đã giết hơn chục người, tất cả đều là đệ tử thiên tài của kiếm tông, tuy rằng chiến lực hiện giờ của bọn họ không đủ mạnh, nhưng cũng đều là hy vọng tương lai của kiếm tông. Đúng lúc này, ông lão áo đen bên trong lồng ánh sáng đột nhiên lao ra ngoài, ông ta gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên ở phía xa, hai tay ông ta đã bị cô bé chém đứt, bởi vậy giờ phút này ông ta chính là người cụt tay. Thế nhưng trong mắt ông lão áo đen không có lấy nửa phần sợ hãi. Ông lão áo đen chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi chỉ biết ra tay với người yếu hơn thôi sao? Ngươi! Câu nói giang dở của ông ta bỗng nhiên im bặt tại đó. Bởi vì một thanh kiếm đỏ như máu đã cắm thẳng vào cổ họng ông ta từ lúc nào không hay. Cứ thế giết chết trong giây lát. Trong mắt ông lão áo đen ngập tràn vẻ khó tin, ông ta còn muốn nói gì đó, thì lúc này Diệp Huyên liền xuất hiện trước mặt ông ta, hắn nắm chặt chuôi kiếm Thiên Chu rồi bỗng nhiên xoẹt ngang một cái. Xoẹt! Đầu ông lão áo đen cứ thế bay thẳng ra ngoài. Sau khi chém bay đầu ông lão áo đen bằng một chiêu kiếm, Diệp Huyên lập tức hóa thành một ánh kiếm đỏ như máu, lao thẳng tới trước tấm chăn ánh sáng, thình lình chém xuống. Quỳnh! Tấm chăn ánh sáng kia chấn động mạnh, lại tiếp tục xuất hiện vô số vết nứt. Diệp Huyên không hề nhiều lời, chém liên tiếp mấy nhát. Dưới thế tấn công mạnh mẽ của hắn, vết nứt trên tấm chăn ánh sáng kia càng ngày càng lớn hơn. Chứng kiến cảnh ấy, sắc mặt của đám cường giả kiếm tông bên trong tấm chăn ánh sáng kia lại càng biến đổi mạnh mẽ. Đến khi tấm chăn ánh sáng này bị chém vỡ, liệu có ai có thể chống đỡ được Diệp Huyên đây? Không một ai hết. Hộ trận. Trong kiếm điện lại một lần nữa vang lên giọng kiếm mộc. Nghe thấy lời kiếm mộc, mọi người có mặt đều nhanh chóng điều chuyển kiếm khí của mình để bảo vệ trận pháp. Bọn họ không dám để cho kiếm khí của bản thân rời khỏi tấm chăn ánh sáng. Bởi vì một khi rời khỏi rồi, nó sẽ bị Diệp Huyên hấp thu bằng sạch. Cứ thế, sau khi Diệp Huyên điên cuồng chém chém chặt chặt chừng một khắc đồng hồ, tuy rằng tấm chăn ánh sáng kia xuất hiện vô số vết nứt nhưng vẫn chưa hề bị phá vỡ. Thấy vậy, đám người kiếm tông bên trong tấm chăn ánh sáng nhất thời thở phào một hơi, song đúng lúc này, giữa trán Diệp Huyên bỗng lóe lên một cái, ngay sau đó, không gian nơi đây trực tiếp bắt đầu được xây dựng lại. Đạo tắc không gian. Dưới ảnh hưởng của đạo tắc không gian kia, không ngờ tấm chăn ánh sáng lại bị phân giải từng chút một. Chứng kiến cảnh tượng ấy, sắc mặt của đám cường giả kiếm tông nơi đây đều thay đổi cực lớn, nhao nhao lùi lại thật nhanh. Chỉ một lát, tấm chăn ánh sáng kia đã biến mất tăm mất tích, và cũng đúng lúc ấy, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chính vị trí đang đứng. Trong giây lát mà hắn biến mất, một luồng ánh kiếm màu đỏ như máu đột nhiên xoẹt ngang một vòng. Xoẹt! Mấy cường giả kiếm tông đứng phía trước nhanh chóng bị chiêu kiếm này của hắn chém đứt đầu. Diệp Huyên đang muốn tiếp tục xuất chiêu, một luồng áp lực vô hình đột nhiên được phát ra từ bên trong kiếm điện. Quỳnh! Diệp Huyên lập tức bị luồng khí tức kia đẩy lùi về phía sau, nhanh chóng lùi thẳng tới trước mặt cô bé và nhóc màu trắng kia. Ở nơi xa, bỗng nhiên có một lão già bước ra. Đó chính là Kiếm Mộc. Lúc này, lão đã khôi phục được thân thể. Kiếm Mộc chậm rãi bước về phía Diệp Huyên, sắc mặt vô cùng âm trầm.
Cô bé bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nhìn sang nhóc màu trắng, ta đi giúp hắn một tay. Dứt lời, cô bé liền đứng dậy. Cô bé đến bên cạnh Diệp Huyên, hắn lại chém kiếm về phía cô bé. Cô bé ấn một tay lên vai hắn, cú ấn này trực tiếp ngăn chặn huyết mạch chi lực của hắn, có điều chỉ là ngăn chặn tạm thời, chứ không thể hoàn toàn áp chế. Cô bé nhìn về phía Kiếm Mộc ở cách đó không xa, Kiếm Mộc trầm giọng nói, hai người các ngươi là át chủ bài mà tổ sư Kiếm Tông để lại, theo lý mà nói, các ngươi nên bảo vệ Kiếm Tông, không phải sao? Cô bé hỏi, vì sao các ngươi đánh hắn? Rõ ràng, hắn, ở đây là chỉ Diệp Huyên. Kiếm Mộc nhìn cô bé, người biết hắn. Cô bé gật đầu, ta biết. Nghe vậy, Kiếm Mộc híp mắt lại, người vậy mà lại biết hắn. Vì sao? Cô bé đang định nói, lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh cô bé đột nhiên rung lên, huyết mạch chi lực kia càng ngày càng mạnh. Cô bé nhíu mày lại, mà lúc này, Kiếm Mộc lại nói, làm thế nào ngươi biết hắn? Cô bé nhìn Kiếm Mộc, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã đi đánh muội muội người ta? Kiếm Mộc nhìn cô bé, phải. Cô bé giận tím mặt, vô sỉ. Vừa dứt lời, cô bé đột nhiên đánh một quyền. Xa xa, Kiếm Mộc biến sắc, chém mạnh một kiếm xuống. Ầm. Trong phút chốc, Kiếm Mộc kia bay ngược về sau, không chỉ như thế, kiếm điện phía sau lão cũng lập tức biến thành bột mịn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, cô bé này lại có thể có thực lực mạnh như vậy. Khuôn mặt Kiếm Mộc cũng đầy vẻ kinh hãi, lão cũng không ngờ rằng thực lực của cô bé này lại khủng bố đến thế. Một quyền kia trực tiếp làm bị thương ngũ tạng của lão. Cô bé mặt không chút biểu cảm, nhìn thoáng qua Kiếm Mộc, đánh muội muội người ta, vô sỉ. Sắc mặt Kiếm Mộc cực kỳ khó coi, vì sao các ngươi lại giúp hắn như thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.